Bắt đầu được chưa Huy ơi? Dạ được ạ. Xin chào các khu công nghiệp mà đến với CME của Bệnh viện Đại học Dược. Chủ đề là giải pháp nào cho nguy cơ hạ đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 sử dụng liệu pháp tiêm. Thì chúng ta cũng đã trao đổi khá nhiều qua cái loạt CME trong thời gian vừa qua. Thì chúng ta biết là hiện nay thì đái tháo đường type 2 chúng ta đã có rất là nhiều guideline và hướng dẫn. Thì cái mục tiêu chính của chúng ta là làm sao mà chúng ta kiểm soát được đường huyết ban đầu, và sau đó là cái mục tiêu lâu dài là chúng ta phải ngăn ngừa được cái biến chứng và tử vong cho người bệnh. Thì hiện nay thì cái tử vong hàng đầu ở bệnh nhân đái tháo đường vẫn là nguyên nhân tim mạch, nó chiếm đến có khoảng 2 phần 3 các cái trường hợp, và thực sự nó là một cái vấn đề rất là khó khăn trong cái điều trị của chúng ta để ngăn ngừa được cái các cái biến chứng có thể xảy ra trên thực hành. Thì hiện nay thì có rất là nhiều cái guideline mà chúng ta đã áp dụng, như là của ADA, rồi của Canada, và Bộ Y tế và Hội Nội tiết Việt Nam chúng ta cũng đi theo những cái hướng tiếp cận dựa trên các cái chứng cứ. Thì theo khuyến cáo thông thường thì chúng ta sau khi chúng ta chẩn đoán đái tháo đường type 2 thì chúng ta vẫn phải phân loại các cái đối tượng bệnh nhân. Nếu mà bệnh nhân có những cái biến chứng tim mạch sơ vữa, chúng ta phải ưu tiên lựa chọn những cái thuốc kết hợp với metformin là ức chế kinase hai hoặc là khi đồng bệnh triprolidine. Tuy nhiên sau khi mà chúng ta đã phối hợp khá nhiều thuốc thì chúng ta cũng phải xem xét đến những cái phối hợp thêm những dạng thuốc tiêm. Thì theo khuyến cáo của ADA thì là người ta khuyên là cái mũi tiêm đầu tiên là cái ức đồng bệnh với thuốc thải triprolidine, và khi insulin nền là thứ hai. Tuy nhiên trên thực hành lâm sàng thì chúng ta cũng phải căn cứ vào cái đặc điểm của từng người bệnh để chúng ta chọn lựa. Như vậy là khi mà chúng ta đã phối hợp những cái mũi tiêm như vậy thì giữa cái mũi tiêm đồng bệnh triprolidine và cái insulin nền thì có những cái đặc điểm gì, lợi ích gì, và chúng ta nên chọn cho những bệnh nhân nào, cách sử dụng ra sao để có thể mang lại cái lợi ích lớn nhất cho người bệnh. Thì hôm nay chúng ta sẽ có hai báo cáo viên tham gia trong chương trình đào tạo này á, là đầu tiên là tiến sĩ bác sĩ Trần Minh Chiết, là bác sĩ của khoa nội tiết Bệnh viện Đại học Dược Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ trình bày cái bài thứ nhất là khi nào phối hợp đồng bệnh thuộc thể triprolidine và insulin. Và sau đó bác sĩ chuyên khoa Trần Thị Dung cũng thuộc khoa nội tiết Đại học Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trình bày ca lâm sàng để minh họa cho khi sử dụng trên lâm sàng đặc điểm bệnh nhân để chúng ta chọn lựa cho nó phù hợp cách theo dõi. Thì để đi vô chương trình thì tôi cũng xin mời tiến sĩ bác sĩ Trần Minh Chiết lên trình bày cái bài đầu tiên là phối hợp cái đồng bệnh thụ thể Juvan và insulin. Xin mời bác sĩ Chiết. Kính thưa tiến sĩ Trần Văn Nam, kính thưa tất cả các anh chị đồng nghiệp, thì phần trình bày đầu tiên của tôi là liên quan đến vấn đề mà phối hợp thuốc đồng vận thụ thể GLP-1 với lại insulin. Thì nhắc lại một chút về những cái đặc trưng cơ bản đối với những cái người đái tháo đường hay là những cái thách thức trong điều trị đái tháo đường hiện nay. Thì chúng ta biết là đái tháo đường là một bệnh lý đang ngày một gia tăng rất là nhiều. Mình nhìn thấy ở đây cái bản đồ của IDF năm 2019 thì gần như là tỷ lệ đái tháo đường nó gia tăng ở tất cả các vùng ở trên thế giới luôn, có nơi tăng tới 150%, có nơi tăng thì khoảng 15 cho tới 33%. Như vậy chúng ta biết là cái dịch tễ với đái tháo đường thì nó ngày một gia tăng, và đái tháo đường nó là một cái bệnh lý mãn, có một cái điều đặc biệt là rất nhiều bệnh lý khác đi kèm. Bên cạnh cái việc mà thừa cân béo phì thì chúng ta nhìn ở đây đái tháo đường sẽ kèm thêm những cái yếu tố như là bệnh tim mạch, bệnh thận mạng. Mình nhìn ở đây đái tháo đường có thể là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến trường hợp là suy thận mạng giai đoạn cuối, phải chạy thận nhân tạo, hoặc là 1/3 bệnh nhân đái tháo đường type 2 có thể là có kèm bệnh tim mạch, 37% có thể có kèm theo bệnh thận mạng. Và tương tự như vậy, những cái người mà có bệnh tim cũng thường kèm theo đái tháo đường, và những người có bệnh thận cũng kèm theo đái tháo đường. Như vậy đái tháo đường nó là một cái bệnh lý mà phối hợp rất nhiều những cái bệnh lý khác kèm theo, bên cạnh thừa cân, béo phì, tăng huyết áp, rối loạn lipid, bệnh tim mạch và bệnh thận mạng. Như vậy chúng ta muốn kiểm soát đái tháo đường thì thường chúng ta phải kiểm soát đa yếu tố, và tất cả những yếu tố này thì mình mới cải thiện được tiên lượng cho bệnh nhân đái tháo đường. Và một điều không may mắn là những cái thống kê cách đây cũng khá lâu, chúng ta nhìn ở đây thì cái tỷ lệ mà bệnh nhân mà đạt được mục tiêu điều trị thì tương đối là thấp, chỉ có khoảng 30%, và khoảng 65% bệnh nhân là không đạt được mục tiêu điều trị. Tùy theo cái mục tiêu mà chúng ta set up thì 6,5 hay là 7%. Tuy nhiên hầu hết tất cả các nghiên cứu đều thấy là cái tỷ lệ bệnh nhân mà đạt mục tiêu thì thường khá là thấp. Và một cái điều quan trọng nữa là khi mà chúng ta điều trị tích cực
cho bệnh nhân đái tháo đường. Ví dụ như cái hình bên trái này, chúng ta thấy chúng ta sử dụng insulin để kiểm soát tích cực, trong đó có ACE hoặc là dietmia, đó là hai cái loại insulin người, hai cái loại insulin nền. Thì trong quá trình điều trị, chúng ta thấy A1C mà càng thấp, chúng ta càng đưa A1C về mục tiêu, thì chúng ta phải đối diện với là cái nguy cơ đó là nguy cơ hạ đường huyết nó sẽ tăng dần, đặc biệt là ở cái nhóm mà sử dụng NPH. Tương tự như vậy, một cái nguy cơ thứ hai khi mà chúng ta điều trị bệnh nhân càng tích cực, chúng ta sử dụng insulin càng nhiều, thì đó chính là cái nguy cơ tăng cân khi mà chúng ta điều trị insulin. Như vậy đó là một cái vòng lẩn quẩn, muốn kiểm soát đường huyết tích cực thì không đơn giản. Muốn đạt được cái đó thì chúng ta phải chấp nhận thêm một số yếu tố nguy cơ khác, như đó là hạ đường huyết và tăng cân. Đó chính là những cái thách thức trong điều trị đái tháo đường. Với những cái tỷ lệ ngày một gia tăng, có nhiều bệnh lý khác phối hợp, điều trị đạt mục tiêu thì khó, và có kèm theo những cái nguy cơ như tăng cân, hạ đường huyết khi mà chúng ta kiểm soát được. Chính vì vậy, gần đây chúng ta thấy cái vai trò của đồng vận GLP-1 được nhắc đến rất nhiều trong tất cả các khuyến cáo, bởi vì cái đồng vận GLP-1 này đầu tiên là cái hiệu quả kiểm soát khá là tốt, giảm A1C được khoảng 1,5%, và cái mức giảm A1C này ở mức tính là trung bình cao. Chúng ta thấy giảm A1C mà 1,5 là cũng khó chứ không có đơn giản. Nhưng mà đặc biệt là gì? Khi mà chúng ta sử dụng cái thuốc đồng vận GLP-1, nó sẽ giúp giảm cân và ít cái nguy cơ hạ đường huyết. Những cái nghiên cứu như nghiên cứu Leader, nghiên cứu Sustain 6 hay là Rewind, chúng ta có thể thấy là cái nhóm đồng vận GLP-1 này là có cái tập để bảo vệ tim, đặc biệt là những người mà có bệnh tim mạch xơ vữa và không phụ thuộc A1C. Cái điều này đã được thể hiện trong những gần đây. Và cái nhóm đồng vận GLP-1 còn có một cái tiềm năng bảo vệ thận thông qua những cái cơ chế là giảm đạm niệu. Chính vì vậy, cái ứng dụng trong của cái đồng vận GLP-1 trong những cái khuyến cáo gần đây đã được nâng lên rất là nhiều. Và nhắc lại một chút về cái chỉ định của đồng vận GLP-1 cho tới thời điểm này. Đầu tiên chúng ta thấy là chỉ định của đồng vận GLP-1 là metformin, nó vẫn là cái nền tảng trong điều trị đái tháo đường. Trong trường hợp mà bệnh nhân có bệnh tim mạch xơ vữa hoặc là những cái dấu chỉ điểm của nguy cơ tim mạch cao, ví dụ như là tuổi trên 55, các anh chị thấy đây, hoặc là có hẹp mà mạch vành, hẹp mạch cảnh trên 50%, thì đó là những cái chỉ điểm mà chúng ta phải sử dụng một trong hai nhóm thuốc, là đồng vận GLP-1 hoặc là thuốc ức chế SGLT2. Như vậy, cái chỉ định đầu tiên của đồng vận GLP-1 nó chính là bảo vệ tim mạch và không phụ thuộc vào mức HbA1c cho những bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 nếu cái người đó có bệnh tim mạch xơ vữa. Đối với cái người mà có bệnh thận mạng thì người ta ưu tiên cái nhóm thuốc ức chế SGLT2, nhưng trong trường hợp mà không dung nạp ức chế SGLT2 hoặc là do chống chỉ định và do cái mức lọc cầu thận quá thấp thì người ta có thể sử dụng đồng vận GLP-1 thay thế, bởi vì một số nghiên cứu cho thấy đồng vận GLP-1 cũng có tiềm năng bảo vệ thận và giảm đạm niệu. Trong trường hợp cái người đó không có bệnh tim mạch xơ vữa cũng như là không có bệnh thận mạng thì đồng vận GLP-1 được chỉ định cho những bệnh nhân đái tháo đường mà cần giảm thiểu cái nguy cơ hạ đường huyết, là cái người đó nguy cơ hạ đường huyết cao, vừa ổn định đường huyết mà vừa giảm thiểu cái nguy cơ hạ đường huyết, thì cái nhóm thuốc đồng vận GLP-1 đấy tình huống đó. Bởi vì nhắc lại một lần nữa, trong những cái nghiên cứu trước, những cái hội nghị trước, chúng ta đã biết rồi, đồng vận GLP-1 nó cái thuốc giảm A1C khá mạnh nhưng mà không làm tăng cái nguy cơ hạ đường huyết. Và một cái chỉ định tiếp theo đó là những cái người mà cần phải giảm cân hoặc là hạn chế tăng cân trong quá trình điều trị. Như vậy chúng ta thấy vai trò của đồng vận GLP-1 nó rất là nhiều. Và khi mà cái người đó chúng ta không có kiểm soát được đường huyết với những cái thuốc uống thông thường, chúng ta cần sử dụng cái liệu pháp tim, thì ADA cũng khuyến cáo chúng ta khởi trị GLP-1 trước insulin nền. Bởi vì những cái nghiên cứu trước đây ghi nhận là đồng vận GLP-1 này có mức giảm A1C tốt hơn so với insulin nền, và ít nguy cơ hạ đường huyết hơn so với insulin. Chính vì vậy, 2018-2019 cho tới thời điểm này, thì ADA khuyến cáo là nếu mà chúng ta cần sử dụng cái liệu pháp tim thì chúng ta sẽ khởi trị cái đồng vận GLP-1 trước. Trước khi là sử dụng insulin nền như tiến sĩ Trần Quang Nam đã có trình bày. Tuy nhiên trong thực tế lâm sàng của mình hiện tại thì do điều kiện, cái chi phí, một số cái tình huống bệnh nhân chưa có đồng ý sử dụng cái đồng vận GLP-1 thì chúng ta vẫn khởi trị insulin nền trước so với đồng vận GLP-1. Thầy nhắc lại cái yếu tố, cái ý thứ hai trong cái bài trình bày này, chỉ định của đồng vận GLP-1 đầu tiên đó là bệnh tim mạch xơ vữa hoặc là những người có nguy cơ cao của bệnh tim mạch xơ vữa có chỉ định sử dụng đồng vận, và đây là chỉ định bắt buộc luôn. Những cái người có bệnh thận mạng, nếu mà lại ức chế SGLT2 hoặc là chống chỉ định của ức chế SGLT2, những cái người điều trị đái tháo đường cần giảm cân, cần giảm cái nguy cơ hạ đường huyết, hoặc là khi mà chúng ta cần kiểm soát đường huyết tích cực
và khởi trị với thuốc tim thì chúng ta sẽ sử dụng cái đồng vận GLP-1 đầu tiên. Và cái vấn đề tiếp theo mà mình nói trong cái bài ngày hôm nay, khi mà thất bại với insulin hoặc là thất bại với đồng vận GLP-1 thì cái vai trò của việc phối hợp thuốc giữa đồng vận GLP-1 và insulin nền nó như thế nào? Thì người ta nhận thấy là đồng vận GLP-1 và insulin nền nó có cái tác động cộng hưởng với nhau trong cái ứng dụng điều trị đái tháo đường. Xét về cái khía cạnh đường huyết đói, là đây insulin nền sẽ giúp kiểm soát đường huyết đói. Đồng vận GLP-1 cũng sẽ giúp kiểm soát đường huyết đói nhưng ít hơn một chút. Nhưng mà đối với đường huyết sau ăn thì đồng GLP-1 nó có tác động trên đường huyết sau ăn khá tốt. Một số loại tác dụng ngắn thì nó có tác động trên cái bữa ăn ngay khi mà chúng ta tiêm cái đồng vận GLP-1 vào cái bữa ăn đó. Một số loại tác động kéo dài như là liraglutide chúng ta có ở đây thì gần như là nó tác động trên tất cả các bữa ăn và giúp giảm đường huyết sau ăn ở tất cả các bữa ăn luôn. Chính vì vậy cái mức mà giảm A1C khá là tốt khi mà chúng ta hợp hai cái nhóm thuốc này. Xét về cái khía cạnh cân nặng thì đồng cái insulin nền nó có khuynh hướng tăng cân thì đồng vận GLP-1 nó sẽ kéo cái cân nặng ngược trở lại, nhằm giảm cân và hạn chế tăng cân ở những cái người mà đang sử dụng insulin. Về cái nguy cơ hạ đường huyết, chúng ta thấy insulin nền thì cái nguy cơ hạ đường huyết cao, trong khi đồng vận GLP-1 gần như là cái nguy cơ hạ đường huyết rất thấp. Nếu mà chúng ta sử dụng đồng vận GLP-1 cùng với insulin nền trong những cái nghiên cứu sau tôi sẽ trình bày, các anh chị sẽ thấy mình sẽ giúp giảm được liều insulin, nguy cơ hạ đường huyết cho bệnh nhân. Chính vì vậy người ta nói cái phối hợp giữa insulin nền và đồng vận GLP-1 đó là một cái phối hợp có tác động cộng hưởng giúp A1C, đường huyết đói, đường huyết sau ăn, cân nặng và giảm luôn cái nguy cơ hạ đường huyết khi mà chúng ta muốn kiểm soát đường huyết tích cực cho những bệnh nhân đó. Như vậy cái điều đó nó thể hiện qua rất nhiều cái nghiên cứu. Ví dụ như chúng ta thấy ở hàng trên là cái chiều xuôi, tức là người ta sử dụng cái đồng vận GLP-1 trước và không khi người ta sẽ thêm insulin nền, đó là dietmia. Và hai cái nghiên cứu ở phía dưới đó là cái chiều ngược lại. Chiều ngược lại là người ta sử dụng insulin nền trước và sau đó người ta thêm cái đồng vận GLP-1. Thì chiều xuôi chiều ngược này là theo cái thời gian khuyến cáo rồi. Nếu mà cái slide này nó nằm trong những cái khoảng năm 2016-2017 trở về trước thì người ta sẽ sử dụng insulin nền trước và thêm đồng vận GLP-1 sau. Nhưng mà trong những năm trở lại đây, như đã trình bày với các anh chị, như ADA đã khuyến cáo thì người ta khuynh hướng người ta sử dụng đồng vận GLP-1 trước và người ta thêm insulin nền sau. Thì chiều nào cũng vậy, chúng ta sẽ xem cái kết quả của những cái nghiên cứu này như thế nào. Đầu tiên đó là nghiên cứu liraglutide, tức là nghiên cứu này người ta có những bệnh nhân đã điều trị bằng liraglutide trước đó với metformin. Trong trường hợp cái người đã đạt mục tiêu điều trị thì cái điều trị được duy trì và theo dõi rồi, được xem như là một cái nhánh của nhóm chứng trong cái nghiên cứu này. Và trong trường hợp mà A1C còn cao, chưa đạt mục tiêu điều trị thì người ta sẽ chia làm hai nhóm. Một nhóm là tiếp tục cái điều trị như cũ, nhóm thêm cái insulin nền vào cái phối hợp giữa đồng vận GLP-1 đó là liraglutide và metformin. Thì đây là cái kết quả chính của cái nhóm nghiên cứu. Đầu tiên các anh chị nhìn cái đường màu xanh nhạt này, đây là cái đường mà đã được ổn định với liraglutide rồi, không cần phối hợp. Thì cũng cho mình thấy là gì, đối với những bệnh nhân mà đã được ổn định với liraglutide trước đó thì cái mức độ ổn định gần như là ổn định kéo dài trong 52 tuần luôn. Như vậy cái người nào mà đã được điều trị, mức mà duy trì cái sự ổn định nó khá là tốt, rất dài. Và cái nhánh thứ hai là cái nhánh cái đường đứt khúc này, đó là phối hợp thêm cái dietmia cộng với lại liraglutide, nó sẽ giúp giảm thêm A1C. Và cái nhánh trên cùng là cái nhánh mà không đạt mục tiêu với liraglutide và metformin, chúng ta chỉ thêm giả dược thôi. Như vậy chúng ta thấy cái phối hợp giữa liraglutide và thêm vào metformin, thêm vào cái insulin dietmia giúp giảm thêm A1C cho bệnh nhân rất nhiều và tăng cái tỷ lệ mà đạt mục tiêu điều trị có thể thôi gấp 2,5 lần so với cái nhóm mà chỉ sử dụng liraglutide đơn thuần. Và đặc biệt là cái tỷ lệ mà bệnh nhân đạt mục tiêu điều trị so với là cái nhóm mà chỉ sử dụng liraglutide đơn thuần. Như vậy chúng ta thấy một lần nữa khẳng định phối hợp giữa đồng vận GLP-1 và insulin nền tăng tỷ lệ đạt mục tiêu. Và đặc biệt là sẽ giúp cho những cái bệnh nhân mà phối hợp giữa liraglutide. Và cũng trong cái nghiên cứu đó chúng ta thấy là cái tỷ lệ hạ đường huyết ở tất cả các nhóm gần như là tương đương nhau, không có làm tăng cái nguy cơ hạ đường huyết. Như vậy cho dù là sử dụng insulin nền phối hợp với lại đồng vận GLP-1 hoặc là đồng vận GLP-1 đơn thuần thì chúng ta thấy cái nguy cơ hạ đường huyết nó đều rất là thấp. Và đây là một cái phối hợp khá là lý tưởng khi mà chúng ta đái tháo đường tiếp 2. Và chúng ta sang cái nhánh thứ hai, tức là cái nhánh ngược lại, là những bệnh nhân mà đã sử dụng insulin nền trước đó. Đây là cái tình huống mà hiện tại chúng ta gặp rất nhiều đây.
Bởi vì hiện tại chúng ta đã khởi trị insulin nền khá là nhiều và chủ yếu là chúng ta chưa có sử dụng đồng vận GLP-1 nhiều trong những năm gần đây. Thì dựa nghiên cứu này thì trong tương lai có thể trong cái thực hành lâm thay đổi. Đây là những bệnh nhân mà đã điều trị insulin trước đó và không đạt mục tiêu. Ta có thể thêm cái đồng vận GLP-1 ví dụ như là exenatide hoặc là lisinopril trong những nghiên cứu này. Cái nhóm mà được thêm đồng vận GLP-1 nó sẽ giúp giảm HDL được 1,7%. Nghiên cứu của lisinopril là 0,7%, nó đều cao hơn cái nhóm mà không có đồng vận GLP-1, và tỷ lệ bệnh nhân đạt mục tiêu điều trị cũng vậy, khi mà chúng ta phối hợp hai nó sẽ cao hơn là chỉ sử dụng insulin nền đơn việc đó là khi mà có thêm cái đồng vận GLP-1, cho dù là exenatide hay là liraglutide thì đều giúp giảm cân so với việc mà chúng ta chỉ sử dụng, thậm chí là nó có thể làm tăng cân. Và cái nguy cơ hạ đường huyết thì gần như không thay đổi khi mà chúng ta phối hợp thuốc giữa đồng vận GLP-1 và insulin nền. Và một phần trong cái nghiên cứu LEADER, chúng ta thấy cái nghiên cứu LEADER là cái nghiên cứu rất là nổi tiếng của liraglutide, cho thấy lần đầu tiên một cái nhóm thuốc đồng vận GLP-1 mà giúp củng cố tim mạch cho bệnh nhân đái tháo đường. Thì khi mà phân tích riêng cái phân nhóm mà bệnh nhân dùng insulin trong cái nghiên cứu LEADER thì người ta chia có những, đây là cái tỷ lệ chung dân số toàn nghiên cứu, nếu mà thêm cái liraglutide nó giúp giảm A1C thêm 0,4% so với lại cái nhóm mà chúng ta điều trị giả dược. Khi mà phân tích trên những cái nhóm mà chỉ sử dụng insulin nền hoặc là những cái loại insulin khác hoặc là không sử dụng insulin thì người ta đều thấy được cái hiệu quả của liraglutide khi mà thêm vào những cái phác đồ insulin có sẵn của bệnh nhân trong cái nghiên cứu LEADER đó và giúp giảm thêm cân nặng cho những bệnh nhân trước đó đã sử dụng insulin. Đối với những bệnh nhân mà trong nghiên cứu LEADER trước đó chỉ sử dụng insulin đơn thuần thì cái mức giảm khi mà chúng ta thêm liraglutide cũng khá là tốt, hoặc là những cái phác đồ insulin khác cũng vậy, hoặc sử dụng insulin thì cái mức giảm cũng tương đối là tốt. Như vậy chúng ta thấy là trong cái nghiên cứu LEADER đó, khi người ta thêm liraglutide vào những bệnh nhân trong cái thực hành vì đã sử dụng insulin rồi thì đều cho thấy là cải thiện được mức và giúp giảm cân cho những bệnh thêm. Và đây là cái thay đổi huyết áp cũng như là thay đổi mức LDL cholesterol khi mà chúng ta sử dụng thêm cái liraglutide cho những bệnh nhân. Một lần nữa nhắc lại thì cái đồng vận GLP-1 bên cạnh việc kiểm soát đường huyết, giảm cân, nó còn giúp áp cho bệnh nhân và cải thiện cái vi lăng lipid, thậm chí là một số cái chỉ số liên quan đến xơ vữa động mạch, SCRP vân vân cũng đều được cải thiện khi mà chúng ta điều trị bằng đồng vận GLP-1. Đó là một trong những lý do khiến cho cái nhóm thuốc đồng vận GLP-1 này nó có lợi và chứng minh được cái tiềm năng bảo vệ tim mạch trên những cái bệnh nhân mà có bệnh tim mạch xơ vữa, bởi vì nó vừa cải thiện huyết áp, cải thiện cholesterol, LDL cholesterol, cải thiện những cái chỉ số xơ vữa động mạch, chính vì vậy nó cải thiện luôn cái tiên lượng cho những bệnh nhân đái tháo đường mà có bệnh tim mạch. Chúng ta bước qua hai cái nghiên cứu cuối cùng mà tôi trình bày trong ngày, là khi mà người ta thêm cái liraglutide vào cái thực hành lâm sàng thường quy trên những bệnh nhân mà trước đó có sử dụng insulin nền, hoặc là người ta so sánh cái phác đồ thêm cái insulin tác dụng nhanh hoặc là đồng vận GLP-1 để xem cái hiệu quả nó như thế nào, thì mình sẽ bước qua cái nghiên cứu đầu tiên, đó là lira-S2 basal. Thì trong cái nghiên cứu này đó là những bệnh nhân đã sử dụng insulin nền trước đó rồi và không đạt tiêu điều trị thì người ta sẽ thêm liraglutide vào, và cái nhóm còn lại thì tiếp tục điều trị với giải dược thôi. Kết quả của cái nghiên cứu này người ta thấy là cái mức giảm A1C được khoảng hơn 1% so với là ban đầu chúng ta chỉ sử dụng insulin nền. Vậy trong cái thực hành lâm sàng thường quy của mình hiện tại bây giờ, các anh chị có rất nhiều những bệnh nhân đang sử dụng insulin nền mà chưa đạt mục tiêu điều trị, đối tượng trong cái nghiên cứu lira-S2 basal này. Khi mà chúng ta thêm cái đồng vận GLP-1, đặc biệt là liraglutide, chúng ta sẽ giảm A1C được thêm 1,3% trên những người đang sử dụng insulin, là một con số khá là tốt để giúp mà bệnh nhân có thể đạt được. Và đặc biệt trong nghiên cứu này người ta thấy là cái hiệu quả của liraglutide là giúp giảm đường huyết thêm khoảng 1,4 mmol, và đặc biệt nó là giảm đường huyết sau ăn cùng cái đường huyết trung bình. Đường huyết trung bình 7 là giảm được khoảng 2,6 mmol, và đường huyết sau ăn giảm được khoảng, là vừa cải thiện đường huyết đói, cải thiện đường huyết sau ăn, cải thiện đường huyết trung bình luôn. Khi mà và nhắc lại, liraglutide nó là một cái loại đồng vận GLP-1 có tác động kéo dài,
Có nghĩa là khi bệnh nhân ăn một bữa ăn thì cái thuốc này nó sẽ phát huy tác dụng và giúp các đường huyết sau ăn cho cái bữa ăn đó luôn. Chính vì vậy cái phác đồ khi mà chúng ta thêm liraglutide vào insulin nền, nó sẽ giúp giảm thêm đường huyết đói và giảm thêm đường huyết sau ăn. Đặc biệt đó là cân nặng bệnh nhân cũng được cải thiện luôn. So với là cái nhóm mà chúng ta chỉ sử dụng insulin nền. Và cái mức mà cái liều insulin chúng ta thấy đây là giảm được khoảng 11% so với lại cái nhóm mà chỉ sử dụng insulin nền đơn thôi. Như vậy là chúng trong cái nghiên cứu này một lần nữa người ta khẳng định là gì? Thêm cái liraglutide vào những cái người đang sử dụng insulin nền sẽ giúp giảm được liều insulin, cải thiện được đường huyết và giảm nguy cơ hạ đường huyết, giúp giảm cân. Đó là cái ứng dụng trong thực sử dụng và áp dụng cho bệnh nhân của mình. Một phần nhỏ trong cái nghiên cứu liraglutide này nhóm động vật GLP-1 giúp giảm huyết áp, giảm thêm được và cải thiện vi lăng lipid, giảm cholesterol và giảm luôn triglyceride khi chúng ta thêm vào điều trị cho mình. Và cái nghiên cứu thứ hai đó là cái nghiên cứu người ta so sánh một cái nhóm là đang điều trị insulin đề cũ đắc, nếu mà không đạt mục tiêu điều trị thì các anh chị sẽ sử dụng cái phác đồ tăng cường đó là basal plus. Chúng ta sẽ thêm cái insulin aspart vào trong một cái bữa ăn lớn để giúp cải thiện. Và một nhóm thứ hai, người ta sẽ thêm liraglutide vào insulin degludec. Người ta so sánh hai cái phác đồ này xem cái hiệu quả nó như thế nào. Giữa phác đồ là basal plus, basal cộng với lại đồng vận GLP-1. Thì chúng ta thấy rõ ràng ở đây là khi chúng ta thêm đồng vận GLP-1 nó sẽ cải thiện tốt so với chỉ có một mũi insulin aspart cho cái và đặc biệt nó là giúp cho bệnh nhân giảm cân khi mà chúng ta thêm đồng vận GLP-1. Và cái mà người ta thấy rõ nhất là khi mà chúng ta sử dụng insulin nhiều mũi, đó là cái nguy cơ hạ đường huyết nó sẽ tăng lên rất nhiều. Và trong trường hợp mà chúng ta không thêm cái mũi insulin nhanh mà chúng ta thay bằng đồng vận GLP-1, nguy cơ hạ đường huyết khi mà chúng ta điều trị tăng là insulin nhanh hoặc là cái phác đồ insulin nhiều mũi, đây chính là cái điều chính mà người ta muốn nhấn mạnh trong cái nghiên cứu này. Khi mà chúng ta thất bại nền thì chúng ta thêm đồng vận GLP-1 bởi vì nó sẽ cải thiện A1C và giảm tối đa cái nguy cơ hạ đường huyết so với việc mà chúng ta điều trị tăng cường với lại insulin nhiều mũi, một mũi nhanh, hai mũi nhanh và chúng ta tiến đến cái phác đồ basal. Và cái khuynh hướng điều trị trong tương lai nó không phải là cái khuynh hướng mà điều trị như chúng ta thấy trong những cái nghiên cứu đó. Bởi vì sao? Bởi vì người ta khởi trị bằng một mũi và người ta thêm cái mũi thứ hai thì bây giờ người ta có những cái loại thuốc phối hợp luôn. Và trên thế giới người ta sử dụng rất nhiều. Chúng ta có Idaclira, tức là một loại bút tiêm mà hai luôn, với cái tên biệt dược đó là Syntufi thì Việt Nam chúng ta không có. Hy vọng trong tương lai thì công ty Novo Nordisk sẽ có cái sản phẩm này để mà chúng ta ứng dụng điều trị cho bệnh nhân của mình, phối hợp giữa Decodec và Liraglutide với cái liều cố định. Các anh chị chỉ cần tiêm một mũi một ngày thôi là chúng ta có được cái phác đồ phối hợp 2 trong 1. Và rất nhiều nghiên cứu người ta cho thấy là một cái mũi tiêm 2 trong 1 này đôi khi ở những bệnh nhân mà mới tế bào beta còn tốt thì chúng ta có thể tương đương với phác đồ basal bolus luôn, nhưng mà hạn chế tối đa cái nguy cơ hạ đường huyết cho bệnh nhân với cái mức mà kiểm soát đường huyết rất là tích cực, giảm A1C rất tốt nhưng lại không tăng cân và không tăng cái nguy cơ hạ đường huyết. Tương tự chúng ta cũng có một cái sản phẩm khác, đó là Iclarisi, tức là nó phối hợp với insulin glargine và lisisenatide. Thì lisisenatide nó là một cái loại đồng vận GLP-1 tác động ngắn, và insulin glargine cũng là một cái loại insulin analog, insulin nền analog. Như vậy trong tương lai chúng ta sẽ có những cái loại thuốc phối hợp, bệnh nhân chỉ cần tiêm một mũi thôi sẽ được 2 trong 1, giúp kiểm soát đường huyết và giảm thiểu cái nguy cơ hạ đường huyết cho bệnh nhân. Vậy để kết luận cho bài, lưu ý như sau. Thứ nhất là chúng ta thấy là cái gánh nặng trong điều trị đái tháo đường, những cái thách thức bây giờ vẫn còn rất là nhiều. Bên cạnh có nhiều bệnh lý phối hợp, tỷ lệ ngày một tăng, vấn đề kiểm soát đường tăng, đối diện với lại cái nguy cơ hạ đường huyết, nguy cơ cân, lại kèm theo nhiều những cái bệnh lý như là tim mạch, thận. Thì cái thuốc đồng vận GLP-1 đầu tiên nó mang lại những cái lợi ích cho tim mạch đường rất là nhiều. Và đặc biệt nó là giúp giảm cái nguy cơ hạ đường huyết khi mà chúng ta phối hợp với insulin nền, ứng dụng trong điều trị nó giúp giảm A1C tốt, cải thiện cân nặng và giảm cân, bên cạnh cái việc mà những cái chỉ định bắt buộc trên những cái biến cố tim mạch cho bệnh nhân đái tháo đường. Và tôi cảm ơn các anh chị đã lắng nghe.
Cảm ơn bác sĩ Chiết cho những cái bằng chứng rất là mới và chúng ta sẽ thấy được cái hiệu quả của đồng vận với cụ thể GLP-1 và khi mà chúng ta kết hợp insulin sẽ cho những cái lợi ích và những cái điểm chú ý nào mà chúng ta cần phải lưu ý trên sử dụng. Thì tiếp theo thì xin mời bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thị Thúy Dung trình bày tiếp ca lâm sàng về cân bằng kiểm soát đường huyết và nguy cơ hạ đường huyết ở bệnh nhân đái đường tiếp 2 mà dùng tiêm. Và xin mời bác sĩ Dung. Dạ cảm ơn anh tiến sĩ bác sĩ Trần Quang Nam, kính thưa quý đồng nghiệp, các anh chị và các thầy cô. Thì hôm nay trong cái buổi mà chúng ta nói về cái điều trị insulin và cái nguy cơ hạ đường huyết và khi sử dụng cái liệu pháp tim, thì bác sĩ Dung xin trình bày một cái ca lâm sàng mà có lẽ là chúng ta cũng sẽ gặp dễ dàng ở những cái bệnh nhân mà chúng ta những cái tuyến cuối ở những bệnh viện lớn. Show cái slide lên. Dạ. Vậy để em coi lại. Em cảm ơn. Rồi. Dạ, anh thấy slide ạ. Dạ. Rồi. Dạ, em cảm ơn. Thì đây là một cái ca lâm sàng mà chúng ta hay gặp ở những bệnh nhân đã có một cái tiền căn đái tháo đường rất là lâu và đã nhiều cái biến chứng. Chúng ta sẽ gặp rất là nhiều cái khó khăn trong cái vấn đề mà lựa chọn cái thuốc kiểm soát đường huyết cũng như là làm sao cân bằng cái nguy cơ hạ đường huyết. Thì bác sĩ Dung xin phép đi vô luôn cái ca lâm sàng. Đây là bệnh nhân nam 67 tuổi, nghề nghiệp của ông là kinh doanh. Ông thì nếu mà theo định nghĩa chúng ta người cao tuổi là trên 65, nhưng ông này thì vẫn còn có những cái hoạt động kinh doanh, sinh hoạt bình thường. Mặc dù cái tiền căn đái tháo đường tiếp 2 là đã khoảng 20 được chẩn đoán cách đây 21 năm, đi kèm với những cái bệnh nền như là tăng huyết áp, rối loạn lipid máu và đã ghi nhận có cái nhồi máu cơ tim cũ. Tuy nhiên cái biến cố này thì tương đối nhẹ, bệnh nhân cũng tình cờ phát hiện khi mà làm xét nghiệm thôi, chứ không phải là một cái biến cố lớn phải nhập viện. Năm 2016, bệnh nhân đã có một cái tiểu đạm đầy thể và có một tình trạng là suy thận mạn giai đoạn 3A với cái độ lọc cầu thận dao động trong khoảng 1-2 năm nay là dao động từ 47 đến 55 ml phút. Bệnh nhân đã phải nhập viện vì phẫu thuật sỏi thận phải năm 2017 và sau đó tình trạng cái sỏi thận này tương đối cũng ổn. Khi bệnh nhân tái khám ở phòng khám nội tiết Đại học Y Dược thì cách đây khoảng tháng 3 năm 2021 thì lúc đó thì sinh hiệu cũng tương đối ổn, mạch 74 lần phút, huyết áp 140/80. Cân nặng là bệnh nhân có cái tình trạng là thừa cân béo phì, cân nặng là 90 kg, với cái vòng eo rất là to là 116 cm, với cái BMI tính ra là 31. Bệnh nhân thì tỉnh, tiếp xúc tốt, cũng không có triệu chứng đau ngực, khó thở, dấu mất nước thì không có, tim đều, phổi không ran, bụng mềm. Thì bệnh nhân đã có một cái quá trình điều trị trước đó rất là lâu dài. Thì tại cái thời điểm mà mình tiếp xúc vào tháng 3 năm 2021 của bệnh nhân để có những cái vấn đề mà bệnh nhân đi tái khám, thì mình thấy là bệnh nhân này đã được tiêm insulin trước đây cũng khá là lâu, tầm khoảng 3-4 năm. Thì cái liều insulin bệnh nhân cũng đã tăng dần. Bệnh nhân đã được tiêm insulin 2 mũi remit, sau đó tăng lên 3 mũi. Thì trước cái tầm khoảng 3-4 tháng trước khi khám tháng 3 2021 thì bệnh nhân đã được tiêm cái insulin remit Humalog Biz 7525, tiêm 3 mũi sáng, trưa, chiều, trước ăn 18 đơn vị. Và trong cái thời gian là bệnh nhân cũng ít tái khám được cho cái mùa dịch đó, thì cũng có được tư vấn tăng dần liều lên 20-20-20 sáng, trưa, chiều, trước ăn. Ngoài ra thì bệnh nhân đã cũng được sử dụng những cái nhóm thuốc coi như là thuốc viên đi kèm, sử dụng được ở trên cái chức năng thận cho phép và trên cái cơ địa bệnh nhân có nhiều cái bệnh lý đi kèm, đặc biệt là bệnh lý tim mạch xơ vữa cũng như có tình trạng là béo phì, thì bệnh nhân đã sử dụng cái nhóm kèm là nhóm ức chế SGLT2 là dapagliflozin 10mg một viên và sử dụng kèm với cái ức chế với vidaquitin nước bột viên dạng phối hợp 50-500 một viên. Và ngoài ra thì bệnh nhân cũng sử dụng nhiều thuốc khác đi kèm về cái bệnh lý tim mạch như là tăng huyết áp, tenisartan, amlodipine 40 năm, bisoprolol 2.5,
75mg, clopidogrel 75mg và rosuvastatin 20mg. Thì tại cái thời điểm mà tháng 3 2021 thì bệnh nhân đến khám có cái vấn đề về là bệnh nhân hỏi bệnh nhân có cảm giác đói thèm ăn, và cái đặc điểm bệnh nhân này là hay ăn lặt vặt, không có ăn đúng bữa, do bệnh nhân có cái hoạt động kinh doanh đôi khi đi ra ngoài, không có ở nhà thường xuyên, do đó đôi khi cái thời gian ăn bệnh nhân thì có thể ăn trễ bữa, trễ ăn sáng, trễ ăn trưa. Ngoài ra thì bệnh nhân cũng có những cái thỉnh thoảng có những cái thời điểm là mặc dù là chúng ta có cái phác đồ tiêm insulin remiss 3 mũi một ngày trước 3 bữa ăn, nhưng mà hôm nào mà đi ra ngoài về cái vấn đề làm công việc á, thì là không có ở nhà thì bệnh nhân cũng không có đem theo insulin, do đó là thỉnh thoảng bỏ tiêm cái cữ insulin cữ trưa. Bệnh nhân cũng thỉnh thoảng uống bia rượu, có khi một lần, có khi hai lần trong tuần. Và bệnh nhân thỉnh thoảng cũng có những cái triệu chứng hạ đường huyết trong đêm. Cái triệu chứng đó là có mệt, vã mồ hôi, có khi bệnh nhân đo nhưng cũng khi không đo và xử trí luôn. Tuy nhiên thì thường nếu mà có đo thì cái triệu chứng xảy ra thì cái đường huyết mao mạch tầm khoảng 2,9 đến 3,7 mmol trên lít. Và do sợ cái nguy cơ hạ đường huyết thì có thể là bệnh nhân thường là cũng hay uống thêm sữa trước khi ngủ. Nếu mà chiều mà ăn ít thì bệnh nhân hay uống sữa trước khi ngủ. Cái đường huyết sáng đói bệnh nhân thì cũng rất là dao động, có khi là 5 phít mấy, có khi thử là 10, 13 phít mấy mmol trên lít. Và bệnh nhân này cũng lười thử đường, không có thử đường thường xuyên, khi bác sĩ nhắc thì mới thử đường. Về cái kết quả xét nghiệm thì tại thời điểm tháng 3 2021 thì đường bệnh nhân đường đói cũng còn cao 11,6 mmol trên lít, HB1C là 8,7%, bệnh nhân có LDL là đạt cũng gần được mục tiêu là 71mg decilit, mà triglycerid còn cao là 393mg trên decilit, creatinine bệnh nhân là 1,47, độ lọc cầu thận là 48ml/phút, bệnh nhân có cái tình trạng là tiểu đạm đại thể 103mg trên milimol, với cái bình thường là ở người nam là nhỏ hơn 2,5mg trên milimol, thì tình trạng tiểu đạm này là thuộc nhóm tiểu đạm đại thể. Chụp đáy mắt thì trước đó thì cũng đã có cái bệnh võng mạc tăng sinh, biến chứng đái tháo đường, siêu âm mạch máu chi dưới thì sơ vữa động mạch hai chi dưới nhẹ, chưa tắc hẹp đáng kể, có suy van tĩnh mạch chi dưới, siêu âm bụng thì có gan nhiễm mỡ, sỏi thận phải, không ứ nước cộng với nang hai thận, siêu âm tim thì có hẹp van động mạch chủ trung bình, dày động tâm thất trái, giãn nhị trái, giảm động nhẹ vách tiên thất, tuy nhiên cái ERF thì còn được 55%. Như vậy thì tóm lại chúng ta có một cái bệnh nhân cũng khá là khó khăn, với nhiều cái đặc điểm như là một bệnh nhân nam 67 tuổi nghề nghiệp kinh doanh với một cái tiền căn đái tháo đường cả khá lâu, tiếp 2, 21 năm, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, suy tim, phân suất tống mát bảo tồn, ERF 55%, có nhiều máu cơ tim cũ, có tiểu đạm đại thể, có một cái bệnh thận mạng với độ lọc cầu thận từ 47 đến 55ml/phút và có tình trạng béo phì BMI 31. Ngoài ra thì bệnh nhân này về cái đặc điểm lối sống và kinh tế thì chúng ta thấy là bệnh nhân có cái đặc điểm ăn lặt vặt, ăn không đúng giờ, có uống bia rượu, bệnh nhân cũng không có tuân thủ tốt hoàn toàn 3 mũi tiêm trước ăn, nhưng mà nếu mà hỏi là nếu mà tiêm 2 mũi sáng tối được hay không thì bệnh nhân nói tiêm được. Bệnh nhân này cũng chưa có vận động thể lực đều đặn, đặc biệt là trong một năm nay mùa dịch đó, thì có giãn cách, không có ra ngoài được, bệnh nhân cũng không có tự tập tại nhà tốt. Mà đặc biệt thì bệnh nhân này về đặc điểm thì bệnh nhân có cái điều kiện kinh tế có thể sử dụng cái thuốc với cái chi phí tương đối cao được. Như vậy thì chúng ta xem lại đây là một cái bệnh nhân có một cái quá trình đã rất là lâu dài. Thì trước cái tháng 3 2021 thì bệnh nhân đã được điều trị insulin remit 2 mũi sáng 26, chiều 26, và sử dụng kèm những cái thuốc viên sử dụng kèm được với insulin remit, đó là sử dụng cái nhóm ức chế M4 vitalitin 50mg và metformin 500mg để phù hợp với cái tình trạng là dao động cái độ lọc cầu thận ở mức độ là bệnh thận mạng giai đoạn 3A 3B. Thì lúc đó cái HB1C vào tháng 12 2020 bệnh nhân thì là 9,4, cân nặng bệnh nhân là 91. Thì tại cái thời điểm đó thì bác sĩ đã có một cái chuyển đổi về cái vấn đề điều trị là sử dụng tăng liều cũng như là thay đổi cái phác đồ remiss tăng lên 3 lần. Bởi vì nếu không có tiêm buổi trưa thì cái đường huyết buổi trưa, buổi chiều bệnh nhân rất là cao. Do đó là cũng đã cố gắng tăng cái liều insulin, tăng cái mũi tiêm lên 3 lần và chia đều thành 3 cữ. Và tăng dần là 18 x 3 lên 20 x 3 cái liều remiss, cũng như là đã bổ sung thêm cái nhóm ức chế SGLT2 là dapagliflozin 10mg.
và duy trì tiếp cái nhóm vidapritin cũng như là metformin với cái liều cho phép với cái độ lọc cầu thận. Thì trong cái thời gian mà tầm khoảng 3-4 tháng mà cái giai đoạn nó cũng có giãn cách do COVID đó, thì bệnh nhân cũng không có tái khám thường xuyên. Nhưng mà tới tháng 3 2021 thì đến khám chúng ta ở đây đó, là bệnh nhân có cái HB1C 8,7 và cân nặng 90 kg. Và chúng ta rõ ràng là ghi nhận thêm những cái chuyện mà nãy giờ sau khi mà mình tìm hiểu kỹ vẫn có cơn hạ đường huyết, bệnh nhân ăn thì không đúng giờ và không có tuân thủ tốt 3 mũi tiêm. Như vậy thì cái vấn đề khó khăn ở đây chúng ta vẫn phải tiếp tục xem là chúng ta nên đặt cái mục tiêu HB1C như thế nào thì mới gọi kiểm soát tốt hơn, cũng như là chọn lựa cái hướng xử trí tiếp theo như thế nào. Thì chúng ta biết là khi mà chọn lựa một cái mục tiêu cũng như là chọn lựa thuốc, hiện tại chúng ta cần phải phân tầng bệnh nhân ở cái nguy cơ tim mạch và những cái đặc điểm như thế nào. Thì rõ ràng chúng ta thấy là với những cái bệnh nền như vậy thì bệnh đi kèm như vậy thì bệnh nhân có cái nguy cơ tim mạch rất cao do đã có cái bệnh tim mạch do xơ vữa và có đạm niệm và có bệnh thận mạng vân vân, nó đã có hết những cái yếu tố gọi là nguy cơ tim mạch rất cao. Nhưng mà xét về cái mục tiêu HB1C thì bệnh nhân này nếu gọi là người cao tuổi thì cũng đúng tiêu chuẩn là trên 65 tuổi. Tuy nhiên là bệnh nhân thật sự cũng có một cái tình trạng sinh hoạt còn tốt, tự chăm sóc, tự đi lại được, vẫn còn làm việc được, vẫn còn kinh doanh được. Thì mình có thể xếp là bệnh nhân thuộc cái nhóm là tình trạng sức khỏe là khỏe mạnh và kỳ vọng sống còn lâu dài, là hy vọng cũng còn được 10 năm, 15 năm nữa là ít nhất. Do đó thì thật sự cái mục tiêu HB1C đưa ra chúng ta cũng có thể xem xét là đạt được dưới 7,5 và hoặc là nếu được thì dưới 7% với điều kiện là không có hạ đường huyết hoặc là sử dụng thuốc tránh nguy cơ hạ đường huyết. Và cái mục tiêu đói thì là 80 đến 130 đường huyết đói. Mục tiêu trước khi đi ngủ hoặc là sau ăn nó sẽ dao động từ 80 đến 180, huyết áp là dưới 140 trên 90, statin vân vân. Thì đây là có thể là một cái mục tiêu ở bệnh nhân này mà chúng ta chọn lựa. Hoặc chúng ta có thể chọn lựa nếu mà đánh giá là bệnh nhân này có nhiều bệnh lý đi kèm thì cái mục tiêu trước mắt chúng ta có thể chọn HB1C là dưới 8% và không có nguy cơ hạ đường huyết. Và sau đó đã đạt được cái mục tiêu dưới 8, dưới HB1C dưới 8% thì chúng ta có thể tiến tới là những cái mục tiêu thấp hơn là dưới 7,5 hoặc là dưới 7, nhưng mà phải có kèm với cái yêu cầu là phải tránh được cái nguy cơ hạ đường huyết thì mới tốt cho những cái bệnh nhân mà thuộc nhóm cao tuổi, có bệnh thận mạng, có bệnh lý tim mạch do xơ vữa. Như vậy thì cái giải pháp nào ở bệnh nhân này, có thể tăng liều insulin remus lên 3 mũi hay không, 3 mũi tăng liều nữa hay không, hay chúng ta có thể chuyển đổi qua cái phác đồ gọi là tích cực hơn như là basal bolus thành 4 mũi một ngày, hay là basal plus là một mũi nền cộng với 1 đến 2 cái mũi plus nhanh thêm, hay là chúng ta lại quay lại cái phác đồ là insulin nền cộng thuốc viên nếu sợ nguy cơ hạ đường huyết nhiều quá, hay là chúng ta sử dụng cái phác đồ là insulin nền cộng với đồng vận GLP-1 và cộng những cái thuốc viên cho phép trong cái phác đồ phối hợp. Thì thật sự là khó trong cái giải pháp bệnh nhân này. Tuy nhiên thì để mà xem xét hết những cái vấn đề thì chúng ta cũng lướt qua lại về cái nguy cơ hạ đường huyết. Thì rõ ràng là bệnh nhân mà sử dụng insulin, đặc biệt là những cái insulin remix 2 mũi, 3 mũi thì chúng ta cũng cần phải hỏi, tiếp cận bệnh nhân khi mà tái khám thì cần hỏi về cái cơn hạ đường huyết. Đôi khi là nếu chúng ta không hỏi á, chúng ta chỉ nhìn vào cái kết quả thấy đường cao chúng ta tăng liều thì đôi khi chúng ta sẽ bị bệnh nhân sẽ không có khai, nhưng mà khi chúng ta hỏi thì và bệnh nhân đôi khi là những cái bệnh nhân mà đã coi như là lâu năm á, rành rẽ như những bệnh nhân này á, đã điều trị đái tháo đường, đã tiêm insulin lâu thì đôi khi sẽ tự xử trí những cái cơn hạ đường huyết và chúng ta hỏi thì bệnh nhân lại không có khai. Vì bệnh nhân không có cái cơn nào mà nặng để nhập viện hay là hôn mê hạ đường huyết. Nhưng mà khi mà hỏi thì đôi khi bệnh nhân sẽ khai với chúng ta là những cái cơn hạ đường huyết như là hạ đường huyết ban đêm, vân vân. Như vậy thì cái vấn đề mà chúng ta làm sao để giảm cái nguy cơ hạ đường huyết ở trên những cái bệnh nhân mà có nhiều bệnh nền, có bệnh tim mạch, bởi vì tăng cái nguy cơ những cái biến cố tim mạch xảy ra cũng như là tăng tỷ lệ tử vong khi có hạ đường huyết xảy ra. Và cái vấn đề này chúng ta đã được nghe qua rất là nhiều nghiên cứu cũng như bác sĩ Triết đã trình bày trước slide trước. Như vậy thì khi sử dụng insulin thì đối với mà những cái loại insulin mà có nguy cơ hạ đường huyết thấp thì chúng ta phải xem xét đến cái insulin nền.
khi mà có insulin nền, đặc biệt là những cái insulin nền analog thế hệ mới như Decludec, Lactrin U300, thì chúng ta có những cái nghiên cứu đã chứng minh là có những cái biến cố hạ đường huyết thấp nhất. Còn khi chúng ta sử dụng những cái insulin hỗn hợp trộn sẵn hoặc là những cái dạng nền cộng nhanh, tức là Basal Plus hoặc Basal Plus, thì cái nguy cơ hạ đường huyết nó sẽ nhiều hơn, và chúng ta phải để ý, thật là chú ý để theo dõi những cái cơn hạ đường huyết ở những cái phát độ như thế. Như vậy thì đối với cái vấn đề mà để giảm nguy cơ hạ đường huyết, chúng ta có insulin nền, và khi cộng thêm những cái thuốc phối hợp, thì những cái thuốc mà có nguy cơ hạ đường huyết cao, Sulinis hoặc là những cái loại insulin nhanh khác, thì là những cái nhóm thuốc có nguy cơ hạ đường huyết cao. Còn insulin nền cộng với những cái nhóm thuốc có nguy cơ hạ đường huyết thấp, đó là metformin, đó là ức chế menbifor, đó là đồng vận GLP-1, đó là ức chế SGLT2 hoặc là TZD. Như vậy thì đối với bệnh nhân mà cần đề cao cái vấn đề mà tránh nguy cơ hạ đường huyết, thì chúng ta cần chú ý những cái phối hợp nhóm thuốc là insulin nền cộng với những cái nhóm thuốc có nguy cơ hạ đường huyết thấp. Quay lại về cái phác đồ điều trị thì chúng ta cũng đã nghe nhiều ở các cái hội nghị trước, cũng như hồi nãy bác sĩ Triết cũng đã nhắc qua. Thì cho đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đã có cái hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái đường tiếp 2 của cái Bộ Y tế Việt Nam. Thì chúng ta cũng đã thấy là ở những cái bệnh nhân mà đặc điểm thứ nhất là có bệnh tim mạch sơ vữa, thì vấn đề sử dụng SGLT2, bệnh nhân này có cái suy tim, quân sức thống máu bảo tồn, có nhồi máu cơ tim cũ, có bệnh thận mạng, thì cái SGLT2 là bệnh nhân đã được sử dụng rồi. Ngoài ra thì chúng ta thấy đối với cái nhóm đó, có cái bệnh tim mạch sơ vữa chiếm ưu thế, thì thậm chí người ta cũng đề xuất là ưu tiên đồng vận GLP-1 với những cái lợi ích trên tim mạch đã được chứng minh. Và nếu như bệnh nhân đó đã được sử dụng cái SGLT2 rồi, thì cái vấn đề mà bổ sung thêm đồng vận GLP-1 thì cũng được khuyến cáo nếu mà bệnh nhân có khả năng. Ngoài ra thì trên cái bệnh nhân này á, thì chúng ta lại thấy là bệnh nhân có một cái tình trạng là cần phải giảm thiểu nguy cơ hạ đường huyết. Và khi giảm thiểu nguy cơ hạ đường huyết thì trong các thuốc thì chúng ta có cũng là đồng vận GLP-1, ức chế 14 và SGLT2 là giảm thiểu nguy cơ hạ đường huyết. Ngoài ra bệnh nhân này thì cũng có cái mục tiêu là cần phải giảm cân và hoặc là phải hạn chế tăng cân. Do đó thì đối với ưu tiên giảm cân, hạn chế tăng cân thì chúng ta cũng có đồng vận GLP-1 hoặc là kết hợp với SGLT2 hoặc chọn một trong hai, cũng là những cái nhóm thuốc cần được sử dụng để ưu tiên giảm cân hoặc là hạn chế tăng cân, đặc biệt là khi sử dụng với insulin. Và các phác đồ hồi nãy bác sĩ Triết đã trình bày thì bác sĩ Dương xin lướt qua. Thì đối với đồng vận GLP-1 thì hiện tại đã được ưu tiên là nhóm khởi trị đầu tiên, và sau đó sẽ kết hợp với insulin nền. Nhưng thực tế tại Việt Nam chúng ta thì do cái thuốc nó cũng có nhiều cái khó khăn về chi phí, thì thường chúng ta hay khởi trị insulin nền trước. Tuy nhiên thì đồng vận GLP-1 chúng ta hiện tại chúng ta cần xem xét và lưu ý để bổ sung vào cái phác đồ insulin nền, bởi vì nó có những cái hiệu quả thêm vào với cái những cái tác động bổ sung lẫn nhau với cái insulin nền. Như hồi nãy bác sĩ Triết cũng đã cho chúng ta thấy rất là rõ, nếu như insulin nền kiểm soát đường huyết đói cũng như giảm nguy cơ hạ đường huyết và cũng có thể gây tăng cân ít, thì cái đồng vận trụ thể GLP-1 thì nó giúp kiểm soát đường huyết sau ăn, hỗ trợ và cũng có giảm nguy cơ hạ đường huyết cũng như là giảm cân. Cái khởi đầu và cái kết hợp, cái phối hợp này nó sẽ bổ trợ lẫn nhau về cái hiệu quả cũng như cái tác động giúp bệnh nhân giảm được cái đường huyết hiệu quả mà lại ít nguy cơ hạ đường huyết và lại có cái hiệu quả, những cái lợi ích trên cái tim mạch thận của các nghiên cứu của đồng vận trụ thể GLP-1 mà chúng ta đã được nghe trước đây trong những cái simi trước. Như vậy thì đối với cái phối hợp liraglutide là một cái đồng vận GLP-1 cũng như với cái insulin nền đã được bác sĩ Trí hồi nãy đã chứng minh cũng như là được chúng ta nghe qua qua các nghiên cứu và qua những cái cơ chế, thì đối với cái nghiên cứu Victoza et al là một cái nghiên cứu chúng ta khởi đầu với một cái insulin nền là Decludec, sau đó thì sẽ chia làm hai nhánh là hoặc là chúng ta sẽ thêm cái insulin nhanh trước ăn,
hoặc là thêm liraglutide là một cái đồng vận CP1 và vẫn trên cái nền sử dụng metformin ở bệnh nhân chưa đạt được kiểm soát đường huyết, thì kết quả là chúng ta biết đối với cái nhóm mà sử dụng phối hợp giữa đồng vận CP1 cộng với lại insulin nền Decodec là cái đường màu cam, thì nó sẽ cho cái hiệu quả kiểm soát đường huyết tốt hơn và ít cái gọi là tăng cân hơn, thậm chí là giảm cân so với khi chúng ta sử dụng insulin nền cộng với insulin nhanh. Ngoài ra thì cái vấn đề mà nguy cơ mà hạ đường huyết thì rõ hơn, rất là rõ khi mà bệnh nhân sử dụng cái phối hợp liraglutide cộng với Decodec so sánh với lại cái sử dụng insulin nền cộng với insulin nhanh aspart. Như vậy thì cái nghiên cứu này chúng ta đã nghe qua thì bác sĩ Dung xin bước qua. Ngoài ra thì chúng ta còn một cái nghiên cứu khác để so sánh giữa cái nhóm nghiên cứu Duon 7. Thì đây là một cái nghiên cứu ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 lớn hơn 18 tuổi với cái HB1C chưa đạt mục tiêu, với cái BMI là nhỏ hơn 40. Những bệnh nhân này thì trên cái nền là đã đang sử dụng insulin nền là insulin lactrin cộng với metformin liều lớn hơn 1.500 là tối đa. Thì với những bệnh nhân là đã sử dụng insulin nền cộng metformin chưa đạt được mục tiêu thì sẽ được chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là bệnh nhân sẽ được phối hợp insulin nền Decodec với liraglutide và trên cái nền cũng sử dụng tiếp thuốc phi metformin. Hai là bệnh nhân, cái nhóm thứ hai là so sánh với nhóm là sử dụng insulin nền lactrin U100 và kết hợp với aspart là những cái mũi insulin nhanh. Và cái mũi này thì có thể là từ 1 tới 4 mũi, có nghĩa là có thể dao động từ 2-3 mũi là basal bolus hoặc là basal less. Và so sánh hai cái phác đồ này thì rõ ràng với một cái phác đồ mà sử dụng Decodec liraglutide thì đây là cái nghiên cứu sử dụng cái dạng phối hợp giống như bác sĩ Triết nói là sẵn trong một cái bút thì nó rất là tiện lợi. Mặc dù là thị trường chúng ta chưa có thì chúng ta cũng có thể phối hợp cái dạng riêng lẻ thì sẽ là hai cái bút, một cái insulin nền và một cái liraglutide đồng vận siêu quan riêng. Nhưng mà trong nghiên cứu này thì bệnh nhân có sẵn cái bút phối hợp, thì lúc đó thì sẽ chỉ có một bút, một mũi tim và cái số lượng đo theo dõi đường huyết cũng ít hơn. Trong khi đó thì cái nhóm mà sử dụng cái phác đồ basal bolus là insulin nền lactrin cộng với aspart thì bệnh nhân ít nhất cũng phải sử dụng hai bút khác nhau, và cái mũi tim thì từ 2 tới 5 mũi tim, và cái theo dõi đường huyết thì cũng phải yêu cầu là bệnh nhân cũng phải theo dõi từ 2 tới 5 lần một ngày trong cái thời gian nghiên cứu. Như vậy thì đây là cái nghiên cứu để chúng ta có một cái hình dung để so sánh về một cái phác đồ là phối hợp đồng vận CP1 insulin nền so với cái phác đồ basal bolus mà chúng ta gọi là cái phác đồ chuẩn nó thuộc vào vàng, một cái đường huyết tích cực. Thì về cái kết quả HB1C thì chúng ta thấy là hai cái phác đồ này nó có vẻ tương đương, giảm HB1C cũng khá là tốt. Từ HB1C trung bình khoảng 8.3 thì nó cũng giúp đạt được cái mục tiêu sau 26 tuần nghiên cứu là đạt mục tiêu khoảng 6.8%. Ngoài ra thì cái đường huyết đói thì nó cũng tương đương lẫn nhau, tức là sẽ không có cái sự khác biệt về cái hiệu quả kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên thì chúng ta lại thấy là trong cái phác đồ mà insulin nền cộng với lại liraglutide thì giảm được 89 cái nguy cơ hạ đường huyết, và cái đường này nó tách ra hẳn ngay từ ban đầu. Và về cân nặng thì cũng giảm được 3.5 kg cân nặng ở cái nhóm mà sử dụng đồng vận CP1 insulin nền cộng đồng vận CP1 so với cái nhóm sử dụng basal bolus, thì đây là một cái khác biệt rất là rõ, nó tách ra ngay từ những tuần đầu khi chúng ta so sánh hai cái phác đồ này. Ngoài ra về cái tổng liều insulin thì chúng ta biết là khi chúng ta sử dụng insulin nền cộng với liraglutide thì tổng liều insulin đâu đó khoảng 40 đơn vị. Còn khi chúng ta basal bolus thì nó tổng liều insulin một ngày thì đến 84 đơn vị. Thì cái khác biệt về cái liều insulin nó sẽ khác nhau. Như vậy thì khi mà coi lại hết những cái tỷ lệ bệnh nhân mà đạt được 3 tiêu chí. Thứ nhất là đạt mục tiêu HB1C. Thứ hai là đạt mục tiêu không tăng cân. Và thứ ba là đạt mục tiêu không hạ đường huyết. Thì chúng ta thấy ở cái nhóm bệnh nhân về cái kiểm soát đường huyết thì cái nhóm sử dụng Decodec
cộng với phác đồ là insulin nền cộng với đồng dạng GLP-1 thì nó không khác biệt với cái basal bolus trong nghiên cứu. Tuy nhiên thì cái hạ đường huyết thì nó rất là rõ, và cũng như là không tăng cân thì nó sẽ khác biệt rất là rõ. Và sau đó thì những cái trường hợp này lại tiếp tục được theo dõi và không có đưa vào cái nghiên cứu tiếp tục trong cái chương trình nghiên cứu nữa, nhưng cái sự khác biệt này nó cũng sẽ xảy ra rất là rõ sau đó. Đặc biệt là cái hạ đường huyết thì nó cũng có khác biệt, và tăng cân thì nó cũng có khác biệt rất là rõ. Và sau đó thì do khi không còn trong chương trình nghiên cứu nữa thì có vẻ là cái tỷ lệ mà bệnh nhân mà đạt được HB1C mục tiêu ở cái nhóm liraglutide nó lại nhỉnh tốt hơn, bởi vì cái khả năng tuân trị nó cũng dễ dàng hơn, bệnh nhân dễ tuân trị hơn khi đã thoát khỏi cái sự kiểm soát của cái chương trình nghiên cứu. Còn cái nhóm mà insulin basal bolus thì có vẻ là cái kiểm soát đường huyết khi mà không còn trong nghiên cứu thì có thể là bệnh nhân có cái giảm cái sự tuân trị hơn, và cái đạt mục tiêu kiểm soát đường huyết nó lại giảm đi. À, như vậy thì cho thấy là về thực tế á, thì cái phác đồ mà giúp bệnh nhân dễ tuân trị thì nó sẽ giúp bệnh nhân đạt được cái hiệu quả kiểm soát đường huyết lâu dài hơn. Và trong nghiên cứu này thì chúng ta thấy là 2/3 số bệnh nhân nhóm basal bolus thì không cần dùng trên 3 mũi tiêm một ngày, tức là tầm khoảng 3 mũi. Tuy nhiên thì cái phác đồ mà đồng vận GLP-1 phối hợp với insulin nền thì cũng chỉ cần tiêm một lần một ngày, nó cũng đã khác biệt về số lần tiêm. Ngoài ra thì trước đó chúng ta cũng đã có nhiều cái nghiên cứu về phối hợp liraglutide và insulin nền analog thế hệ 3 và liraglutide trong cái nghiên cứu khác nhau như DUAL 1, DUAL 1 Extend, DUAL 3, DUAL 4, DUAL 2, DUAL 5 v.v. thì cũng cho thấy cái hiệu quả giảm được cái HB1C khác biệt rất là rõ khi có cái sự phối hợp này so với cái nhóm so sánh. Ngoài ra thì cái giảm được cái cân nặng trung bình cũng khoảng được 3 kg ở cái nhóm mà bệnh nhân sử dụng cái phác đồ phối hợp so với là sử dụng insulin nền đơn trị. Như vậy thì quay lại cái ca lâm sàng này thì chúng ta thấy rằng rõ ràng thì chúng ta có cái nhiều cái con đường cũng như là nhiều cái phương cái phác đồ, cái chọn lựa khác nhau. Ví dụ như nếu chúng ta sử dụng basal bolus, basal plus, hoặc là vẫn tiếp tục sử dụng remix 3 mũi một ngày thì chắc chắn là mũi tiêm sẽ nhiều hơn, ít nhất là sẽ 3 mũi tiêm, tăng nguy cơ hạ đường huyết, tăng số lần phải thử theo dõi đường huyết để điều chỉnh, cũng như là có nguy cơ tăng cân. Trong khi đó thì chúng ta thấy rằng nếu cái phác đồ mà chúng ta sử dụng insulin nền cộng với đồng vận GLP-1 thì chúng ta sẽ có ít mũi tiêm hơn. Hiện tại thì chúng ta phải sử dụng 2 mũi tiêm riêng lẻ, 2 cái bút riêng lẻ. Tuy nhiên thì sau này nếu chúng ta có một cái dạng phối hợp trong một cái bút thì sử dụng cái dạng phối hợp này thì bệnh nhân chỉ cần sử dụng một bút tiêm mà thôi. Chúng ta sẽ có cái nguy cơ hạ đường huyết thấp hơn với phác đồ này, số lần thử đường huyết cũng ít hơn, ít tăng cân hơn, và cũng như là có thêm một cái lợi ích tim mạch thận. Hiện tại thì rất là hot ở cái nhóm đồng vận GLP-1 này, mà càng ngày thì chúng ta lại càng có những cái nghiên cứu chứng minh rõ ràng về cái lợi ích trên tim mạch thận. Như vậy thì quay lại cái bệnh nhân này thì khi mà chúng ta có thời gian, đặc biệt là chúng ta biết khám trong cái mùa dịch, lúc đó là bệnh nhân cũng không có đông lắm, thì tâm sự là hỏi han rồi kêu bệnh nhân dỡ cái bụng lên, thì chúng ta thấy là một cái phát hiện cũng khá là quan trọng, đó là bệnh nhân có những cái tình trạng là loạn chuyển mỡ cái vị trí tiêm insulin rất là rõ. Bệnh nhân có hai bên rúng đây, có hai cái chỗ phở phập phèo đây. Rồi khi mà chụp hơi nghiêng thì chúng ta thấy rõ ràng là cái bụng rất là to, nhưng cái phần này nó nhô ra. Như vậy thì chúng ta dự đoán là khả năng cái liều insulin bệnh nhân khá cao, 20 × 3 là 60 đơn vị, thì vì bệnh nhân này là 90 kg nên trước đây thì chúng ta thấy là cái liều đó nó có vẻ cũng phù hợp, tại bệnh nhân có tình trạng đề kháng insulin khá là nhiều, do đó cái liều 60 đơn vị thì cũng có thể là chấp nhận được. Nhưng mà rõ ràng là khi mà vì bệnh nhân có cái tình trạng là tăng đường huyết, rồi có tình có là đường huyết dao động và có hạ đường huyết, thì có thể là đây là một trong những cái nguyên nhân, có thể bệnh nhân cũng chưa cần cái liều insulin quá cao như vậy. Nhưng mà do cái tình trạng loạn nhiễm mỡ, đôi khi bệnh nhân tiêm vô thì không có hấp thu thuốc tốt cho nó đường tăng, nhưng mà hôm nào mà tiêm ngay cái vị trí khác mà hấp thu tốt thì lại đường huyết lại giảm, đặc biệt giảm vào ban đêm.
Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là cái vấn đề mà tìm hiểu nhu cầu cũng như là tư vấn bệnh nhân cũng như là kiểm tra cái việc mà tiêm insulin, kỹ thuật tiêm insulin bệnh nhân cũng rất là quan trọng. Để chúng ta có một cái phác đồ tiếp theo hay là những cái hướng xử trí tiếp theo sau này. Như vậy thì tóm lại ở một cái đặc điểm bệnh nhân này thì chúng ta thấy là bệnh nhân đang điều trị trước đó với cái remix 3 mũi 20 x 3 đã sử dụng kèm thêm những cái thuốc viên cho phép và phù hợp với cái tình trạng của bệnh nhân, tình trạng bệnh lý đi kèm bệnh nhân, mà cái đường huyết thì HB1C chưa đạt mục tiêu, cân nặng thì 90 kg, và những cái đặc điểm là có cơn hạ đường huyết, ăn không có đúng giờ, không có tuân thủ tốt 3 mũi tiêm. Và cái nhu cầu mong muốn bệnh nhân sau tư vấn thì bệnh nhân này cũng muốn giảm cân, và cũng nói là muốn giảm cái cảm giác thèm ăn, bệnh nhân thèm ăn nên phải ăn thôi. Và bệnh nhân cũng có những cái vấn đề là cũng có sợ hạ đường huyết, do đó cũng chưa hạ đường huyết mà thấy đói đói đã ăn rồi, đã ăn thêm, ăn lặt vặt thêm. Và bệnh nhân có thể tuân thủ tốt hai cái mũi tiêm sáng tối, vì trưa bệnh nhân có thể hay đi ở ngoài, không có ở nhà, do đó có thể là không có tuân thủ được cái mũi tiêm buổi trưa. Bệnh nhân sau khi tư vấn thì cũng có cái động lực, sẽ vận động thể lực đều đặn hơn, có thể là nếu không ra ngoài đi bộ thì tập ở nhà. Và đặc biệt là bệnh nhân có cái điều kiện kinh tế cũng khá giả, cũng tốt. Như vậy thì với cái mục tiêu là chúng ta đưa ra bệnh nhân này đầu tiên thì nên đạt được cái HB1C dưới 7,5 hoặc là dưới 8, tùy theo từng bậc, tùy theo cái thời gian chúng ta đặt thấp quá thì đôi khi cũng khó, bởi vì đây là một bệnh nhân cũng đái tháo đường trên 20 năm rồi, nó sẽ rất là khó hơn những bệnh nhân mới phát hiện hay là mới điều trị ban đầu. Nhưng mà mục tiêu chúng ta cần phải tránh cái hạ đường huyết xảy ra. Như vậy thì cái vấn đề điều trị bệnh nhân sẽ là tư vấn, theo dõi đường huyết tại nhà, tư vấn chế độ ăn, tư vấn vận động đều đặn, đạp xe đạp hoặc là bơi lội gì đó, hoặc là phải tập tại nhà nếu mà giãn cách không ra ngoài được. Và chúng ta bỏ cái insulin remix cho bệnh nhân, và chúng ta sử dụng cái đồng vận GLP-1 với cái liều khởi đầu theo khuyến cáo là liraglutide tiêm dưới da 0,6 mg một buổi sáng. Và chúng ta khởi đầu với cái insulin nền lactulin U100 tiêm dưới da, thì thông thường chúng ta có thể sử dụng cái liều insulin nền đâu đó khoảng 50% với cái tổng liều insulin chúng ta bệnh nhân đã xài trước đó là khoảng 60 đơn vị. Tuy nhiên như hồi nãy chúng ta thấy là do bệnh nhân có cái loạn nhiễm mô mỡ, do đó thì chúng tôi chọn lựa cái khởi đầu insulin nền cái liều tương đối thấp hơn, chúng tôi sử dụng khoảng 20 đơn vị trên bệnh nhân khoảng 90 kg, thì đâu đó cái liều đó bệnh nhân đâu khoảng 0,2 đơn vị bạc ký insulin nền, và chúng ta sẽ điều chỉnh dựa vào cái kết quả đường huyết. Ngoài ra thì khi mà khởi trị cái đồng vận xung quanh thì chúng tôi ngưng cái thuốc nhóm thuốc ức chế D4-vidalitin, và vẫn tiếp tục cái nhóm thuốc SGLT2 cũng như là metformin với cái liều cho phép, với cái độ lọc cầu thận cho phép, và với cái bệnh nền suy tim, bệnh thận mạng, bệnh tim mạch sơ vữa, với cái chi phí mà bệnh nhân vẫn chấp nhận được. Như vậy thì sau đó thì chúng tôi có một cái theo dõi bệnh nhân. Thì do mới thay đổi cái phác đồ điều trị thì bệnh nhân được tái khám sau khoảng 1 tháng, chứ cũng không thể gần hơn, bởi vì cái mùa dịch giãn cách bệnh nhân cũng không muốn tới bệnh viện nhiều. Và bệnh nhân có một cái tình trạng là đầu tiên là cái cân nặng thì có giảm cân sau 1 tháng, giảm được 2 kg. Đường huyết đói thì thấy cũng tốt hơn, 7,7 đến 8,4 mmol trên lít. Đường huyết sau ăn thì cũng tốt hơn, 10,8 đến 15,6. Tuy nhiên thì nó vẫn có những lúc lên xuống, không có được là chưa đạt được cái mục tiêu là dưới 10 mmol trên lít. Creatinine là 1,39, độ lọc cầu thận là 51, có cải thiện chút đỉnh. Đặc biệt là bệnh nhân không có triệu chứng hạ đường huyết nữa trong vòng 1 tháng. Bệnh nhân cũng không có triệu chứng nôn ói, buồn nôn, nhưng mà bệnh nhân có cảm giác là giảm được cái cảm giác thèm ăn, do đó bệnh nhân giảm ăn lặt vặt. Bệnh nhân mùa dịch cũng không có đi đâu uống bia với ai, thành ra rõ ràng là giảm uống bia, vận động sẽ đều đặn hơn. Và như vậy thì tại thời điểm đó chúng tôi quyết định là tăng cái liều liraglutide lên 1,2 mg buổi sáng, và cái lactulin thì tăng lên, đầu tiên có dặn bệnh nhân là tăng lên từ từ 2 đơn vị, là lên 22 đơn vị, sau đó nếu không đạt mục tiêu thì sẽ tăng lên 24, do không có tái khám thường xuyên được. Và tiếp tục DAPA glycogen 10 mg, cũng như tiếp tục metformin 500 mg. Vào tháng 7 2021 thì bệnh nhân quay lại tái khám thì đường huyết đói cũng tốt hơn,
5.5 đến 7.2, đường phía sau ăn thì cũng quanh quanh cái mục tiêu là 8.5 đến 11.3, HB1C thì giảm được xuống còn 7,45%, độ lọc cầu thận cũng còn khá tốt, thậm chí là có khuynh hướng tăng lên là 53. Bệnh nhân cũng không hạ đường huyết, không nôn ói và vẫn duy trì được cái chế độ ăn và vận động tương đối tốt hơn so với lúc trước, và cái cân nặng là bệnh nhân giảm thêm được 1,5 kg nữa, như vậy là từ 90 kg sau khoảng 3-4 tháng là bệnh nhân giảm còn giảm được 3,5 kg là còn 86,5 kg, và lúc đó thì chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì cái phác đồ như cũ, đó là đồng bọn CB1 liraglutide là 1,2 mg tiêm dưới da sáng, lạc rin là 24 đơn vị tối, và hai cái thuốc viên uống như cũ. Ngoài ra những thuốc về huyết áp, tim mạch, mỡ máu thì vẫn như cũ, nên tôi không ghi thêm ở đây vì nó quá dài. Tháng 10/2021 bệnh nhân quay lại thì cái HB1C có khá hơn nữa là 7,2%, độ lọc cầu thận lên được 55. Làm lại cái A1C nước tiểu thì nó vẫn còn tiểu đạt nhưng có cải thiện hơn, từ 103 xuống còn 54 và không hạ đường huyết. Bệnh nhân giảm cân thêm nửa ký nữa là tổng cộng giảm 4 kg trong vòng cũng khoảng 6 tháng và tiếp tục cái liệu pháp đồ cũ. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng với cái liệu pháp tiêm đồng vận CB1 thì chúng ta sẽ có nhiều cái rào cản như là về chi phí. Nếu bệnh nhân mới khởi trị thì là sẽ vấn đề sợ tiêm cũng như là sợ về cái tác dụng phụ. Về cái rào cản bác sĩ, đôi khi chúng ta thấy mắc tiền, chúng ta thấy vấn đề phải tiêm thì cũng có những cái vấn đề còn trì hoãn trên lâm sàng. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải vượt qua những cái khó khăn này. Bệnh nhân này thì không sợ tiêm, bệnh nhân đã tiêm insulin đã mấy năm rồi, thậm chí đang từ 3 mũi tiêm giảm còn 2 mũi tiêm thì bệnh nhân rất là thích. Do đó như vậy thì cái vấn đề còn lại thì chúng ta, vấn đề chi phí thì chúng ta cần phải tư vấn về cái những cái tác động, những cái hiệu quả về kiểm soát đường huyết cũng như là hiệu quả thêm vào trên cái biến cố tim mạch thận cho bệnh nhân sau này, cũng như là tư vấn về cái phòng ngừa tác dụng phụ, phòng tránh tác dụng phụ thì sẽ vượt qua cái rào cản này. Như vậy thì cái chi phí thì đối với bệnh nhân này thì vì bệnh nhân có cái điều kiện kinh tế và với những cái lợi ích trên kiểm soát hạ đường huyết cũng như tránh được nguy cơ hạ đường huyết, giảm được cân nặng, bệnh nhân cũng rất là thích và cải thiện được cái chuyển hóa cũng như có những cái hiệu quả bảo vệ tim mạch thận thì bệnh nhân đồng ý ngay với cái vấn đề sử dụng, mặc dù chi phí có hơi cao hơn cái chi phí trước đó chút xíu. Ngoài ra thì cái tác dụng phụ thì mình cũng cần giải thích và tư vấn bệnh nhân ngay đầu tiên để bệnh nhân có thể dễ dàng vượt qua cái cảm giác mà có thể là buồn nôn hay là chán ăn. Tuy nhiên chúng ta cần chú ý sử dụng liều thấp như khuyến cáo và chỉnh liều tăng dần chậm, tăng mỗi 1 tuần hoặc 2 tuần, hoặc là như ca này thì 1 tháng sau chúng tôi mới tăng, chấp nhận cái đường nó chưa ổn lắm, trong 1 tháng thì chúng ta sẽ tăng từ từ, nếu bệnh nhân không có tái khám khoảng 2 tuần được. Ngoài ra thì tư vấn bệnh nhân ăn cử nhỏ, ăn nhậm, ăn chậm, nhai kỹ và để có cái cảm giác no cũng như là ngưng trước khi cảm giác quá no xảy ra. Ngoài ra thì khi sử dụng cái nhóm này, đôi khi những cái bệnh nhân sẽ rất là nhạy, hiệu quả rất là tốt, do đó chúng ta cần lưu ý là giảm liều SO hay những cái insulin mà có nguy cơ hạ đường để có thể tránh được cái nguy cơ hạ đường huyết. Theo cái nghiên cứu thì cái tác dụng phụ buồn nôn nôn thì chúng ta hay lo lắng, tuy nhiên thì nó sẽ thoáng qua, thông thường là khoảng 4 tuần là đã hết cái triệu chứng đó. Và tuy nhiên thì chúng ta thấy là thường chúng ta được khuyến cáo là sử dụng với cái liều thấp thì sẽ không có cái triệu chứng này nhiều. Cũng như chúng ta giải thích trước thì bệnh nhân cũng sẽ không có lo lắng quá mức. Như vậy tóm tắt lại cái bài trình bày thì chúng ta thấy đối với cái đồng vận GB1 trong điều trị tiếp 2 thì hiện tại đối với những cái bệnh nhân có nguy cơ hay đã có bệnh tim mạch sơ vữa thì chúng ta cần ưu tiên lựa chọn sử dụng vì cái hiệu quả bảo vệ tim mạch và độc lập với cái mức HB1C. Ngoài ra thì đây là một cái nhóm thuốc có cái hiệu quả kiểm soát tốt, giúp giảm cân và ít nguy cơ hạ đường huyết, và khi phối hợp với insulin nền thì sẽ giúp cái kiểm soát đường huyết tốt hơn cũng như là ít nguy cơ hạ đường huyết hơn. Và tư vấn bệnh nhân thì sẽ rất quan trọng để giúp vượt qua các rào cản với điều trị với đồng bọn CD1. Bài trình bày của bác sĩ Dung đến đây là hết. Thì xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý đồng nghiệp và các bạn. Thì có 2 cái slide mình mới thêm về cái vấn đề sử dụng của đồng bọn CD1, những cái chú ý về cái chỉnh liều thuốc đi kèm hoặc là cái cách để tăng liều thì cũng mới có thêm cái thông tin.
để chúng ta đôi vì đây là một cái nhóm mà chúng ta cũng ít sử dụng, chưa có được sử dụng nhiều, thì cũng xin gửi trên cái slide này để các bạn có thể theo tham khảo thêm. Xin cảm ơn sự theo dõi của thầy cô và các anh chị. Dạ, em xin hết. Vâng, cảm ơn bác sĩ Dung cho một ca rất là sinh động và thực hành. Và ca này tôi nghĩ là nó phản ánh được cái bức tranh của các cái bệnh nhân gọi là tim mạch chuyển hóa chúng ta, chứ không phải tiểu đường, nó là tim mạch và chuyển hóa. Thì đây là một bệnh nhân điển hình của một cái hội chứng chuyển hóa đề kháng insulin với rất nhiều đặc điểm của cái hội chứng chuyển hóa như là tiểu đường, béo phì bụng, đặc biệt béo bụng rất rõ, rồi có rối loạn lipid máu, rồi có các cái ảnh hưởng lên cái đạm niệu, và đặc biệt là có cái biến chứng mạch máu lớn ở mạch vành, nhồi máu cơ tim cũ. Thì tôi nghĩ rằng là cái bác sĩ Dung đã nêu ra một cái vấn đề rất quan trọng mà chúng ta hiện nay trên thực hành lâm sàng ta đang còn thiếu, đó là cái vấn đề về tư vấn cho người bệnh. Thì nếu mà xét về cái chế độ điều trị của bệnh nhân này ấy, trước khi mà đến gặp bác sĩ Dung ấy, thì coi như là bao nhiêu phương tiện là chúng ta đã dùng hết rồi. Vì mix 3 mũi rồi metformin rồi ức chế kênh S2 vân vân, rất nhiều thứ. Thì như vậy cái vai trò của tư vấn nó rất quan trọng ở chỗ là chúng ta làm sao cho bệnh nhân hiểu được cái tiến trình điều trị của bệnh nhân và cái mục tiêu của bệnh nhân cần phải đạt. Thì đó là một. Cái thứ hai á, là chúng ta cũng cần so sánh giữa cái chế độ điều trị cũ và cái hướng điều trị mới, thì nó đem lại những điểm lợi gì. Thì nếu mà bệnh nhân hiểu được á, thì người ta sẽ chấp nhận. Và cái mục tiêu của người ta là sẽ kiểm soát đường huyết, rồi kiểm soát biến cố tim mạch, và đặc biệt là giảm cân. Tôi nghĩ là giảm cân ở bệnh nhân này cũng là một vấn đề rất quan trọng. Chỉ cần giảm có khoảng 2-3 ký thôi là đem lại lợi ích về các cái chỉ số về chuyển hóa và nguy cơ về tim mạch rất là nhiều. Trên tất cả những chuyện đó, đôi khi bác sĩ Dung rất có kinh nghiệm mà trong cái tư vấn thì mình phải dành rất nhiều thời gian. Thì ngoài ra khi tư vấn xong thì chúng ta còn phải cung cấp thêm những cái tài liệu cho bệnh nhân về xem thêm, video clip này kia cho xem thêm, thì người ta hiểu thì người ta sẽ hợp tác với mình. Cuối cùng là chúng ta sẽ đạt được cái gọi là mục tiêu điều trị về lâu dài. Thì tiếp theo cái phần tới đây thì đến phần mà câu hỏi và trả lời đó, thì có một cái câu thì tôi cũng xin nêu lên đây để bác sĩ Dung và bác sĩ Chiết cùng thảo luận. Thứ nhất đó, là xin thầy cô có kinh nghiệm đánh giá nếu kết hợp ức chế kênh S2 với insulin và đồng vận với GLP-1 với insulin, tức là hai phối hợp đó, tức là phối hợp mà hai phối hợp một cái insulin với SGLT2 và insulin với GLP-1 thì nó có khác biệt như thế nào, và đánh giá về nguy cơ tim mạch và phân loại bệnh nhân thì như thế nào thì phù hợp. Chúng ta so sánh giữa hai cái chọn lựa này, chúng ta chọn lựa cái nào thì nó phù hợp với cả bệnh nhân trên lâm sàng. Chắc xin mời bác sĩ Chiết chứ. Thì bây giờ chúng ta so sánh giữa ức chế SGLT2 và đồng vận GLP-1 khi mà chúng ta phối hợp vào insulin nền. Thì cái chuyện đầu tiên là về cái biến cố tim mạch. Chúng ta biết là cả hai nhóm thuốc là đều có lợi cho cái người có bệnh tim mạch do xơ vữa. Thì xét về cái khía cạnh tim mạch thì cả hai cái là tương đương, cũng giống nhau. Cái khía cạnh thứ hai là về bệnh thận mạn. Nếu cái người đó có kèm thêm bệnh thận mạn và có tiểu đạm thì cái khuynh hướng là người ta sẽ ưu tiên cái thuốc ức chế SGLT2 hơn một chút so với lại đồng vận GLP-1. Và trong trường hợp mà đồng vận GLP-1 mà trong trường hợp ức chế SGLT2 mà chống chỉ định hoặc là không dung nạp thì người ta thêm cái đồng vận GLP-1. Xét về cái khía cạnh mà giảm đường huyết thì chúng ta thấy là đồng vận GLP-1 chắc chắn là vượt trội hơn. Bởi vì đồng vận GLP-1 nó sẽ giúp vừa giảm đường huyết đói, giảm đường huyết sau ăn. Do đó nếu cái người đó vừa có những cái biến cố tim mạch mà vừa cần phải kiểm soát đường huyết một cách tích cực thì có vẻ như là đồng vận GLP-1 nó sẽ ưu thế hơn. Như vậy chúng ta lựa chọn là tùy thuộc bệnh nhân của mình thôi. Một người các anh chị đang sử dụng insulin rồi mà đường huyết cũng gần ổn rồi, A1C chỉ có 7-7,5%, cần sử dụng ức chế SGLT2 để mà bảo vệ tim mạch thì chúng ta chọn cái khuynh hướng phối hợp đó. Còn cái người đó đường huyết còn quá xấu, còn quá cao rồi, đường huyết sau ăn cũng tăng luôn và cần thêm bảo vệ tim mạch thì người ta sẽ khuynh hướng thiên qua cái thuốc đồng vận GLP-1. Và cũng nhắc lại luôn thì cái câu hỏi của mình là cái thực hành lâm sàng là thời xưa nó sẽ ngược so với bây giờ. Tại vì bây giờ thì thật sự là hoặc là ức chế SGLT2 trước, hoặc là đồng vận GLP-1 trước, hoặc là phối hợp cả hai cái đó trước, rồi insulin nền mới thêm vào sau. Đó là cái thực hành lâm sàng mới mà trong tương lai chúng ta phải hướng tới như vậy.
thì cái câu hỏi của mình là do cái điều kiện của mình, thì ngày xưa chúng ta sử dụng như vậy thì nó mới có cái câu hỏi như vậy, cái tình huống như vậy để mình suy nghĩ. Bác sĩ Dung có bổ sung thêm gì không? Dạ, em cũng thống nhất với ý kiến của Triết, đã không bổ sung thêm. Chúng thì chắc nhà bác sĩ qua thì dạ, chắc tiếp theo nói. Tiếp theo có cái câu chắc nhờ bác sĩ Dung chia sẻ luôn đó. Xin quý thầy cô cho biết cách tư vấn và hướng dẫn bệnh nhân như thế nào khi dùng kết hợp cả GLP-1 và insulin để bệnh nhân được tuân thủ. Dạ, cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì cái vấn đề thì ở đây thì nãy bác sĩ Dung cũng có nói á, thì đều là liệu pháp tim, thì đầu tiên trước mắt là bệnh nhân phải vượt qua cái cảm giác sợ tim trước. Nếu như mà bệnh nhân trước giờ chưa tiêm thì đôi khi chúng ta phải khởi đầu bằng bằng một mũi tiêm, và chúng ta sẽ cho bệnh nhân hướng dẫn thực hành tại chỗ. Thì chúng ta phải cho bệnh nhân thực hành một lần á, tại trước trước mặt bác sĩ hoặc là điều dưỡng á. Sau khi được hướng dẫn thì bệnh nhân cảm thấy cái vấn đề đó rất là dễ dàng, thì bệnh nhân sẽ rất là thoải mái. Quan trọng là cái thời điểm mà chúng ta tư vấn bệnh nhân, chúng ta nói về những cái lợi ích cũng như là cái vấn đề về tim. Hiện tại là bút, dạng bút là dễ dàng sử dụng, không đau, tim nhỏ vân vân. Thì cái đó là đầu tiên mà chúng ta sẽ cho bệnh nhân cái biết được là tim nó không có những cái mà đáng sợ, vượt qua cái cảm giác sợ tim trước. Rồi bước thứ hai á, là cái vấn đề là đúng như là bác sĩ Triết nói á, về cái phác đồ. Thì hiện tại chúng ta sẽ khởi đầu với cái đồng vận GLP-1 là cái liệu pháp tim là khởi đầu điều trị trước. Nhưng mà vì thực tế thì đôi khi chúng ta lại phải khởi đầu với insulin. Thì nếu mà bệnh nhân đã sử dụng insulin rồi, đã không còn sợ tim nữa, thì cái vấn đề là mà tuân trị còn lại khi phối hợp đồng vận GLP-1 với insulin ở đây là vấn đề về chi phí điều trị. Thì lúc đó thì chúng ta lại chọn lựa, chúng ta tìm hiểu về cái nhu cầu, về cái khả năng của bệnh nhân. Bệnh nhân có được bảo hiểm y tế hay không, và thực tế là đồng vận GLP-1 hiện tại thì theo bác sĩ Dung được biết thì nó cũng có giảm giá trên cái thị trường Việt Nam, và cũng như là đang vào cái bảo hiểm y tế. Và cái thực tế là đôi khi chúng ta lại thấy là có những cái bệnh nhân là tại vì chưa được giải thích, chưa được tư vấn thôi, chứ lại chúng ta lại có những bệnh nhân rất có điều kiện. Chúng ta nói giống như là một cái câu trending một thời là tiền nhiều để làm gì. Thì bệnh nhân, có những bệnh nhân rất có điều kiện, chẳng qua là chúng ta chưa được tiếp cận với những cái mới, những cái phác đồ mà cập nhật, thì lại chỉ biết là sử dụng những cái thuốc hạ đường, và chỉ biết là uống đều, nhưng mà đường huyết hoàn toàn không có ổn định, cũng như là không biết thêm có những cái lợi ích trên tim mạch thận gì. Thì khi chúng ta cập nhật, chúng ta giải thích, thì tôi lại nghĩ là những cái đối tượng bệnh nhân họ có cái điều kiện thì họ lại rất là tuân thủ cái vấn đề điều trị chúng ta, khi họ hiểu được cái hướng điều trị như cái phác đồ điều trị giống như anh Nam có nói. Em xin hết. Mời bác sĩ Chiết chia sẻ thêm kinh nghiệm. Dạ, em đồng ý với bác sĩ Dung, thì cái vấn đề quan trọng nhất là vẫn là tư vấn thôi. Và nó có một số cái điểm sau khi mà mình tư vấn xong á, nếu mà người bệnh đó người ta sử dụng cái phác đồ basal bolus chẳng hạn, cũng là hai loại bút tiêm, thì nó sẽ dễ bị nhầm thuốc. Nếu mà chúng ta, mặc dù có những trường hợp là mình thấy mình tư vấn rất là kỹ rồi đó, nhưng mà lâu lâu người ta vẫn lộn cái cây tiêm trước khi ăn và cái cây insulin nền, người ta lộn với nhau rất là nhiều. Thậm chí là cái liều là cho insulin nền tiêm 30 đơn vị, người ta lấy luôn cái bút insulin nhanh, người ta tiêm 30 đơn vị luôn. Cái thứ hai nữa là phác đồ basal bolus nó cũng hai bút tiêm, nhưng mà nó có một cây là tiêm trước khi ăn, một cây tiêm trước khi đi ngủ, cho nên người ta vẫn dễ nhầm. Do đó cũng hai cây bút tiêm, nếu mà một cây insulin nền và một cây đồng vận GLP-1, thì thực sự em thấy là người ta trên cái nền tảng là mình đã tư vấn rồi về cái vấn đề tiêm insulin, thì cái khả năng nhầm nó rất là thấp. Lý do là thứ nhất là cái liều, ví dụ một bên mình cho 15-20, thì không thể nào cái cây bút đồng vận GLP-1 mà vặn tới số đó được, chắc chắn người ta không tìm được số đó và người ta không nhầm được. Cái thứ hai là cả đồng vận GLP-1 và insulin nền đều khi mà chúng ta tiêm cũng không phụ thuộc vào bữa ăn, cho nên là cái khả năng mà tuân trị và nhớ của bệnh nhân nó sẽ cao hơn, ít nhầm lẫn hơn. Và cái thứ ba nữa là có một kinh nghiệm vui là em có một cái cô bệnh nhân khi mà tiêm đó, thì cổ không cần biết là hai cây đó thuốc gì, cổ chỉ cần biết là một cây mắc tiền, một cây rẻ tiền. Và chính vì vậy cho nên không bao giờ cổ nhầm. Bây giờ mình nói cái cây mắc tiền đi buổi sáng thì không bao giờ cổ nhầm, bởi vì cái chi phí nó khiến cho người ta nhớ luôn cái cây bút đó là như vậy luôn. Do đó cái phác đồ mà phối hợp giữa insulin nền và đồng vận GLP-1, cho dù là hai bút đi nữa,
thì cái khả năng mà người ta nhầm lẫn nó cũng sẽ ít hơn rất nhiều so với cái phác đồ Bayesian bolus. Và cái ý cuối là dĩ nhiên tốt nhất nếu trong tương lai chúng ta có 2:1 thì cái đó là tốt nhất. Vâng, thì tôi cũng đồng ý bác sĩ Dung, bác sĩ Chiết, nhưng mà có một cái vấn đề như bác sĩ Chiết vừa nói đó, là mình có thể 2:1 luôn là có lợi nhất. Điều đó nói lên rằng là cả hai thuốc tiêm này, insulin nền thế hệ mới nha, còn đâu mình nói thế hệ cũ là khác đó, và cái đồng vận GLP-1 đó là chúng ta dùng không lệ thuộc vào bữa ăn, chúng ta có thể dùng lúc đói cũng được và dùng sau ăn cũng được. Nên tôi cho rằng là nếu mà bây giờ chúng ta đang có hai loại riêng biệt này thì nếu được chúng ta có thể cho tiêm vào một lần, ví dụ là buổi chiều chẳng hạn, những loại insulin nền mới tác dụng 24 giờ. Ở đâu các bác sĩ cũng lưu ý là nếu chúng ta dùng NPH, Insulata hay là Humulin N chẳng hạn, chúng ta dùng bedtime lúc đi ngủ thì chúng ta phải cố định cái bedtime đối với cả NPH tác dụng trung bình. Còn đâu cái loại mà GLP-1 agonist thì chúng ta sẽ phải dùng một cái thời điểm khác, hoặc là nếu mà tiện chúng ta cho dùng luôn lúc 9 giờ tối cũng được, cũng không không có phải là không có cho phép. Thì cái đó là một cái tiện dụng cho bệnh nhân trong khi chúng ta chờ đợi những cái loại mà kết hợp 2:1. Và tiếp theo có một câu cũng rất là thực tế, tôi nghĩ rằng là cái này là hầu hết tất cả các cơ sở y tế chúng ta đều rơi vào tình huống như này. Cho hay hỏi là ở bệnh viện em không có insulin nền mà chỉ có cái loại premix thôi, thì có nên phối hợp GLP-1 hay không với cả premix, và khi nào phối hợp và liều ban đầu thế nào? Vâng, xin mời bác sĩ Chiết. Anh chị có một cái câu hỏi rất là hay, thì mình sẽ trở về những cái phác đồ đầu tiên và cái phác đồ điều trị insulin trước cái đã. Thì nó có hai cái chiến lược điều trị mà biết rồi, đó là basal bolus hoặc là insulin trộn sẵn, insulin premix từ 1 mũi, 2 mũi hoặc là 3 mũi với cái dạng analog. Thì thực sự là ở nước ngoài cái khuynh hướng người ta có vẻ người ta thích cái phác đồ basal bolus nhiều hơn. Chính vì vậy khi mà mình đọc về các nghiên cứu thì người ta nói nhiều về cái phác đồ basal bolus nhiều hơn. Do đó cái câu hỏi của các anh chị là insulin premix có phối hợp được với đồng vận GLP-1 hay không, thì thực sự tính cho tới thời điểm này là người ta không có nghiên cứu về cái phối hợp đó, thực sự là không có. Nhưng mà cái đồng vận GLP-1 thì người ta không chỉ là nghiên cứu phối hợp với insulin nền không đâu. Như liraglutide chúng ta có một cái nghiên cứu là phối hợp với lại nhiều mũi insulin luôn, tức là multiple insulin injection đó. Nó có cái nghiên cứu là lira MDI. Thì đối với những cái người mà đã tiêm phác đồ basal bolus rồi mà tiêm thêm đồng vận GLP-1 thì người ta cho thấy trong cái nghiên cứu đó giúp giảm A1C, giúp giảm cân và giúp giảm liều insulin, giảm nguy cơ hạ đường huyết rất nhiều. Và trên những bệnh nhân đái tháo đường type 1, người ta cũng nghiên cứu cái đồng vận GLP-1 luôn cho những người mà đang sử dụng phác đồ basal bolus. Thì khi mà thêm liraglutide vào cho những bệnh nhân đái tháo đường type 1, người ta cũng thấy là những cái đặc trưng y chang như vậy, giảm A1C, giảm liều insulin, giảm cân. Tại vì chúng ta biết là bây giờ ở nước ngoài đái tháo đường type 1 bắt đầu có khuynh hướng là thừa cân béo phì. Các anh chị đọc một cái bài mới nhất cách đây có 3 ngày thôi, là người ta nói về cái tình trạng thừa cân béo phì ở cái người đái tháo đường type 1 nhiều năm mà được kiểm soát tốt ở phương Tây, thì bắt đầu có hiện tượng thừa cân béo phì, cho nên người ta bắt đầu nghĩ tới đồng vận GLP-1. Như vậy để tóm lại cho cái câu hỏi là gì? Các anh chị hỏi premix có phối hợp với liraglutide được không? Thì câu trả lời là hiện tại mình không có nghiên cứu đó. Nhưng mà liraglutide có thể phối hợp được với insulin mà nhiều mũi luôn, chứ không chỉ là insulin nền không. Bởi vì nó có nghiên cứu chứng minh được hiệu quả. Tuy nhiên các anh chị nhớ là đã tiêm 4 mũi rồi mà thêm một mũi đồng vận GLP-1 nữa thì chúng ta cân nhắc phải rất nhiều yếu tố. Thứ nhất là về cái tuần trị, về số lần mũi tiêm trong ngày, về chi phí điều trị cho bệnh nhân. Do đó tốt nhất là chúng ta nhìn cái bệnh nhân của mình để chúng ta lựa chọn cái phác đồ nào tốt nhất có thể cho bệnh nhân của mình. Và nhớ là khi mà chúng ta thêm cái đồng vận GLP-1 vào, cái đồng vận GLP-1 này nó có cái tác động là kích thích tiết insulin, ức chế tiết glucagon, nhưng nó có một cái tác động rất là tốt, đó là giảm cái cảm giác thèm ăn. Và đặc biệt giống như cái ca lâm sàng mà bác sĩ Dung trình, các anh chị thấy người ta giảm cảm giác thèm ăn hẳn luôn, và người ta giảm được cái liều insulin rất là nhanh, cho dù đó là insulin premix luôn. Tại vì sao? Tại vì có một cái bài báo cáo về cái ca lâm sàng thôi, người ta sử dụng là insulin Humalog mix phối hợp với lại liraglutide, hoặc là sử dụng Novomix phối hợp với một cái đồng vận GLP-1 nữa, và người ta thấy là nó có hiệu quả giúp giảm liều insulin, nhưng nó chỉ dừng lại ở mức là case report thôi, chứ nó chưa nâng lên cấp là một cái nghiên cứu. Do đó về mặt cơ chế thì mình hiểu là có vẻ như đều có thể được hết, nhưng mà chúng ta vẫn phải đợi approve, chúng ta phải đợi guideline.
và chúng ta phải lựa chọn thật là cụ thể và tùy đối tượng bệnh nhân của mình để mà chúng ta lựa chọn. Vâng, chắc nhờ bác sĩ Dung chiếu lại cái ca lâm sàng, cái phần tóm tắt đó, các đặc điểm lâm sàng và cái chế độ điều trị trước khi mà mình thay đổi đó, để mình phân tích một chút về cái tiến trình gọi là điều trị của một cái bệnh nhân đáy áo đường tiếp 2 theo thời gian. Thì cái ca này cũng rất là hay để minh họa cho khái niệm gọi là mình có thể lùi bước trong cái điều trị đáy áo đường khi mà mình đã tiến đến cái giai đoạn gọi là insulin nhiều mũi một ngày, cái basal bolus. Thì chắc Dung share dùng cái ca cái phần mà tóm tắt đó. Dạ, yeah. Cho em hỏi là em có share cái slide cho anh? À, chưa thấy. Dạ, yeah, dạ, yeah. Rồi, để em xem lại. Xem lại chắc thoát lên. À, ở đây chúng ta thấy là cái chế độ điều trị trước thì cái slide mà chế độ điều trị trước đó. Trước cái này phải trước vào. À, đúng không? Dạ, dạ. À, trước khi mà bệnh nhân thay đổi cái chế độ điều trị mới, chúng ta thấy là đây là một đặc điểm bệnh nhân chúng ta rất là hay gặp. Cái bệnh nhân có cái đường huyết không kiểm soát là một, thứ hai nữa là có những cơn hạ đường huyết và cân nặng thì nó cứ tăng rất là cao, và mặc dù là cái đáy áo đường cũng đã khá là lâu rồi, 21 năm, nhưng mà chúng ta đặt vấn đề là liệu là chúng ta có thể là cải thiện được cái chế độ điều trị bằng cách là chúng ta lùi bước hay không. Thì ở đây chúng ta thấy là bệnh nhân đang dùng cái liều insulin mà premix cũng liều cũng là 52 đơn vị. 52 đơn vị rồi lên 20 nhân 3 tức là 60 đơn vị. Tức là tính theo cân nặng thì nó chưa đến một đơn vị trên gram tử trọng, nhưng mà nó cũng là một cái liều khá cao, kèm theo các cái thuốc cũng rất là mắc tiền như là ức chế kênh nhất 2 và đồng bệnh tức là ức chế đơn 4. Thì nếu mà chúng ta tính cái gọi là giá của một cái liệu pháp điều trị này á, gần như là tối ưu là tức là 4-3 thuốc uống cộng với cả 3 mũi premix, thì 3 mũi premix này là mỗi cây bút này chúng ta trích được có 5 ngày, 60 đơn vị tức là 6 5 30, tức là một cây bút là 300, tức là 5 ngày tức là một tháng chúng ta phải trích đến 6 cây, nó nhân lên cũng phải tổng khoảng 1,8-2 triệu rồi, cộng thêm các loại insulin thuốc mới này chúng ta cộng lại vẫn phải 3 triệu mấy. Thì như vậy nếu mà chúng chưa nói đến thuốc tim mạch á, thì nếu mà chúng ta tính toán chúng ta chuyển phác đồ thì chúng ta cũng có một cái chi phí tương đương hoặc là thấp hơn. Thì rõ ràng là khi mà chúng ta chuyển sang một cái loại insulin nền mà cộng với cả cái đồng vận thụ thể G1 á, thì đồng vận thụ thể G1 bây giờ cái loại liraglutide thì Bộ Y tế mới đàm phán giá thì nó xuống được cỡ khoảng 900 triệu rồi đó, tức là 2 mũi là cỡ khoảng 2 triệu. Chúng ta kết hợp thêm những cái loại khác mà đem lại lợi cho bệnh nhân là giảm được cái liều insulin, thì bệnh nhân có thể không có tăng cân nữa, không có hạ đường huyết nữa và kiểm soát được các cái biến cố về tim mạch, thì đó cũng là một cái điểm lợi. Thì những bệnh nhân này chúng tôi hiện tại cũng cho một cái chương trình là điều trị đa yếu tố và có thể là giảm được cân nặng để cải thiện được các cái yếu tố về chuyển hóa, thì cái đó là một cái điểm. Thì chắc nhờ bác sĩ Dung tắt cái share này, tôi sẽ share một cái bài báo mới cũng rất là quan trọng để chúng ta làm rõ hơn cái khái niệm gọi là lùi bước trong cái vấn đề mà điều trị đáy áo đường á. Bộ xong có nút share ha. À đây đây, ok. Thấy các bạn không biết là Dung thấy chưa? Dạ, em thấy rõ. Ok. Đây là một cái bài báo ở trên Diet Care đó của cái ông Bully, là cái ông này cũng đã sang Việt Nam mình rồi. Thì ông cho một cái hình như này, tức là trước đây chúng ta sẽ tiếp cận theo kiểu là chế độ ăn, tập luyện rồi thuốc uống, rồi sau đó là khi đến insulin nền cộng với G1 và chúng ta tiến lên là basal bolus. Và khi mà đến basal bolus á, tức là theo gần giống như sinh lý rồi, chúng ta duy trì luôn. Và coi như là cái đây là điểm cuối của cái quá trình mà điều trị đáy áo đường tiếp 2 rồi.
Nhưng mà bây giờ hiện tại là chúng ta thấy rõ ràng là ở từng bước điều trị, ví dụ là ở những cái bước mà điều trị thuốc uống chẳng hạn, nếu mà chúng ta cải thiện được các cái yếu tố về cân nặng này, rồi chúng ta tư vấn kỹ này, chúng ta kiểm soát được chế độ ăn đó. Nếu mà đường huyết kiểm soát tốt rồi, chúng ta đôi khi chúng ta có thể giảm được cái thuốc uống. Và tương tự như vậy á, đây là mũi tên hai chiều, chúng ta có thể đi tới hoặc đi lui. Và khi mà đến giai đoạn kế tiếp là nền cộng với cả động vận cơ thể suy loãng á, thì chúng ta cũng làm được cái điều đó, chúng ta có thể lui lại nếu mà chúng ta cải thiện được nhiều yếu tố. Bởi vì điều trị đái tháo đường tiếp 2 là có rất nhiều rối loạn, chúng ta can thiệp nhiều yếu tố á, chúng ta giảm được đường huyết và chúng ta giảm được cân nặng á, thì nó cũng có thể lùi lại bước, chúng ta giảm được cái liều insulin nền và giảm được cái liều thuốc uống vân vân. Và đặc biệt là những bệnh nhân ở giai đoạn mà đã dùng nhiều mũi insulin giống như là bệnh nhân của bác sĩ Dung á, tức là về mix rất thực sự nó có hai thành phần, là một cái thành phần tác dụng insulin trung bình và bắt chước cái nền, và một insulin nhanh để bắt chước cái bolus, thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là bệnh nhân này khi mà chuyển sang một chế độ insulin nền cộng với cả đồng vận GLP-1 kết hợp với cả, đặc biệt tôi nghĩ hiệu quả của tư vấn và sử dụng rất hiệu quả, là đã giảm được cái đường huyết, rồi có thể là giảm được những cơn hạ đường huyết, rồi có thể là kiểm soát được đường huyết tốt hơn, và bệnh nhân giảm được cái liều insulin và kết hợp thêm với cả cái đồng vận thụ thể GLP-1, thì cái đó là cái lợi của cái bệnh nhân này. Tức là người ta đang dùng cái bây giờ, tức là gọi là cái insulin nhiều mũi, người ta có thể lùi lại bước ở bước trước đó. Thì đó là một cái khái niệm mà thực sự cũng đã rất lâu, nhưng mà người ta bây giờ mới nhắc lại cái này. Trên trên thực tế chúng ta có thể xem xét đặc điểm của bệnh nhân, mặc dù là bệnh nhân này đã 21 năm rồi, nhưng mà bệnh nhân có những đặc điểm có thể cải thiện được cái chế độ điều trị. Thì trở lại cái câu của bác sĩ Chiết cũng đã nói á, thì liệu chúng ta có thể kết hợp premix với cả cái đồng vận thực thể Juvan không á, thì rõ ràng ở đây á, thì người ta không khuyến cáo. Nhưng mà giả sử bây giờ chúng ta đang dùng premix chẳng hạn á, chúng ta thêm cái đồng vận thụ thể Juvan vào á, thì chúng ta phải lưu ý là bệnh nhân á, thì có thể là phải giảm cái liều của bolus, tức là ăn insulin tác dụng nhanh. Như ở trong nghiên cứu này chẳng hạn, người ta đang dùng beta bolus á, thì người ta có thể là cố định cái insulin nền, nhưng mà khi mà thêm đồng vận thụ thể Juvan á, thì người ta phải giảm cái liều của insulin nhanh đi để tránh cái trường hợp mà nó hạ đường huyết. Bởi vì trên nguyên tắc là cái cơ chế tác dụng của đồng vận thụ thể Juvan á, là nó sẽ kích thích tế bào beta, nó tiết ra insulin sau bữa ăn, cho nên nó kiểm soát được cái đường huyết sau bữa ăn, cho nên cái vai trò của insulin tác dụng nhanh sau bữa ăn chúng ta phải giảm đi. Bởi vì khi chúng ta kết hợp cả hai cái á, thì cái kiểm soát đường huyết sau bữa ăn nó có thể là tốt hơn, cho nên nếu chúng ta giữ nguyên liều của insulin nhanh sau bữa ăn thì có thể nó hơi dư, cho nên chúng ta lưu ý là chúng ta phải giảm cái liều insulin nhanh đi, chúng ta cố định, chúng ta giữ cái liều insulin nền cũng được. Cái đó là chúng ta hiểu rõ hơn về cái quá trình mà chúng ta điều trị trên lâm sàng nó có thể là diễn ra như vậy. Vâng, xin hết. Thì tiếp theo á, không biết là bác sĩ Dung, bác sĩ Chiết có thể là có ý kiến thêm về cái này. Tôi nghĩ là cái khái niệm này cũng rất là quan trọng để chúng ta có thể theo dõi trên thực hành. Vâng, tiếp theo có một câu kế tiếp là xin thầy cô cho hỏi về trường hợp bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2, bệnh tim mạch xơ vữa, bệnh thận mạn, béo phì, thỉnh thoảng có cơn hạ đường huyết, vậy lựa chọn điều trị để đạt mục tiêu HbA1c giảm cân nặng, bảo vệ tim mạch thận cho bệnh nhân này, sử dụng metformin, insulin nền, rồi GLP-1, SGLT2 có hợp lý không? Có phối hợp được GLP-1 với cả SGLT2 hay không? Xin mời bác sĩ Chiết, bác sĩ Dung, đầu tiên bác sĩ Chiết đi. Xin mời bác sĩ Chiết. Thì thật sự là cái phối hợp của các anh chị là hoàn toàn đúng thôi, và trong thực tế chúng ta thỉnh thoảng chúng ta sử dụng những cái phác đồ cũng rất là nhiều, và cả hai cái nhóm thuốc là ức chế SGLT2 và đồng vận GLP-1 đều cho thấy là tác động bảo vệ tim mạch. Tuy nhiên nó có một cái điều lưu ý là khi người ta sử dụng hai cái nhóm thuốc đó đó thì thường người ta sẽ lựa chọn trên những bệnh nhân mà thừa cân béo phì, bởi vì khi chúng ta dùng cả hai á thì cái khả năng mà giảm cân nó tăng lên gấp đôi lần. Tức là nếu mà chúng ta dùng đơn trị thì có thể giảm 3 đến 5 kg, mà chúng ta phối hợp có thể giảm 7 8 kg. Cho nên những cái người nào mà quá gầy ha thì đôi khi cái phối hợp nó sẽ làm cho người ta giảm cân rất dữ. Còn nếu bệnh nhân của mình mà đúng là thừa cân béo phì thì cái phối hợp đó là hoàn toàn tốt và lý tưởng cho bệnh nhân. Do đó là cái câu hỏi của bạn là hoàn toàn có thể sử dụng được và thậm chí là còn tốt nữa cho bệnh nhân của mình. Chỉ cân nhắc cái vấn đề liên quan đến chi phí thôi. Tại vì vừa insulin nền, vừa ức chế SGLT2, vừa đồng vận GLP-1 thì cái chi phí nó sẽ rất là cao. Vâng, mời bác sĩ Dung chia sẻ thêm. Dạ, em cũng thống nhất ý kiến với Trí, tức là cái phối hợp của cái SGLT2 với đồng vận GLP-1 là nó phối hợp và bổ sung cơ chế
Tại vì cái SGLT2 là cái cơ chế trên thận nó độc lập với lại cái insulin. Thì khi mà chúng ta phối hợp với SGLT2 mà cộng với lại insulin nền hay cộng với đồng bộ xung quanh thì nó đã phối hợp hết mấy cái cơ chế có rối loạn trong cái đái tháo đường tiếp 2, thì nó giúp bệnh nhân sẽ kiểm soát đường huyết và cái mạch chuyển hóa tốt hơn. Nhưng mà vấn đề về thứ nhất là về chi phí điều trị, thì như chúng ta biết là cái ca này thì về chi phí điều trị thì nó cũng, nếu mà phối hợp hai thuốc này thì nó hơi cao, thì chúng ta tư vấn bệnh nhân chúng ta chỉnh liều thuốc mà là cái tổng tổng cái toa bệnh nhân vẫn khi phù hợp được, bệnh nhân vẫn chấp nhận, thì chúng ta thấy rằng cái phối hợp này rất là tốt. Cái thứ hai thì cụ thể ví dụ như trên cái ca này á, thì vì bệnh nhân lúc đầu á, chưa có sử dụng đồng vận siêu âm thì bệnh nhân xài SGLT2, mặc dù chúng ta thấy lý thuyết là giảm cân rất là tốt, nhưng bệnh nhân này giảm có 1 ký tại cái thời điểm đó là bệnh nhân ăn cũng linh tinh, hay hạ đường huyết, hay ăn lặt vặt, rồi bệnh nhân cũng không có tập thể dục do cái thời điểm giãn cách của đầu năm. Do đó chúng ta thấy rõ ràng là khi mà sử dụng đồng vận GLP-1 vô á, thì cái hạ đường huyết, cái giảm cân nó mới xảy ra. Cái do là bệnh nhân giảm cảm giác thèm ăn, thì khả năng là nếu lâu dài thì bệnh nhân này khi sử dụng hai nhóm thì nó sẽ tốt hơn. Do đó đặc biệt cho những cái bệnh nhân mà thừa cân béo phì mà chúng ta cần giảm cân thì phối hợp cả hai thì cái cơ chế nó bổ sung khá là tốt. Còn những cái ca mà có gầy ốm thì để lựa chọn cho cái bảo vệ tim mạch thận thì chúng ta có thể xem xét một trong hai, hoặc là chúng ta phối hợp cả hai và phải theo dõi kỹ như tư vấn bệnh nhân, để bệnh nhân quá đỡ quá lo sợ về cái chuyện sụt cân không rõ. Dạ, em chỉ bổ sung thêm những ý kiến như vậy. Cảm ơn bác sĩ Dung. Thì đúng là tư vấn cũng rất mất nhiều thời gian, cho nên tôi cũng chia sẻ với các đồng nghiệp trên cái khung chat là cái trang web của khoa nội tiết, chúng tôi cũng cố gắng để làm những cái thông tin để trong quá trình khám bệnh chúng ta cũng không có thời gian chúng ta nói nhiều, nên chúng tôi gửi cho bệnh nhân những cái thông tin đó để bệnh nhân về xem lại và lần sau chúng ta có thể trao đổi với bệnh nhân, thì cũng tăng cường cái gọi là cái thông tin cung cấp cho người bệnh để người ta hiểu rõ hơn. Chứ nếu mà tôi thấy rằng là khi mà chúng ta tư vấn tốt thì có thể chúng ta cũng giảm được cái chi phí điều trị về chế độ ăn rồi vận động này kia, thì có thể là giảm được cái số lượng thuốc và chi phí điều trị cũng tương đối là tốt, nhưng mà vấn đề là chúng ta không có thời gian nhiều. Thế nên sắp tới thì chúng tôi cũng làm những cái chương trình để làm sao mà để tăng cường cái năng lực tư vấn cho bác sĩ và điều dưỡng, thì cái đó cũng là một cái mà chúng ta phải phát triển dài hạn về sau này. Và tiếp theo á, thì có một câu chắc là liên quan đến giá thuốc của đồng vận và hướng dẫn cho bệnh nhân mua ở đâu, thì tôi nghĩ là cái này chắc là trong các bệnh viện thôi, ở đâu các bác sĩ chắc cũng đều biết cái đó. Các bệnh viện có nhập một cái thuốc thì đều có thể là có được ha. Chắc thuốc ở Việt Nam thì chúng ta chắc cũng không phải là khó khăn. Và tiếp theo có một câu để bác sĩ Chiết giải quyết luôn là tại sao ức chế đêm 4 không dùng chung được với đồng vận GLP-1. Thì chúng ta biết cái thuốc ức chế đêm 4 và đồng vận GLP-1 là hai thuốc mà gần như là cùng cơ chế tác động trên cái hệ incretin. Thì thuốc ức chế đêm 4 là nó sẽ khôi phục lại cái GLP-1 nội sinh mà đã bị ức chế bởi cái men đêm 4, đã bị ức chế bởi cái men đó, và khi chúng ta sử dụng thuốc vào thì nó sẽ GLP-1 nó sẽ bị không bị phân cách bởi cái men DPP4 và nó khôi phục cái tác dụng. Thì cái ức chế DPP4 này nó điều trị dựa trên cái nền tảng là cái người đó còn bao nhiêu GLP-1. Còn cái đồng vận GLP-1 tức là mình mang một cái thuốc mà cái tác động nó tương tự như GLP-1 mình đưa vào trong cơ thể và nó không bị phân cắt bởi men DPP4. Do đó về mặt cơ chế thì hai cái thuốc này nó gần như là giống nhau, nhưng mà đồng vận GLP-1 nó sẽ mạnh hơn bởi vì chúng ta chủ động chúng ta đưa vào và nó không phụ thuộc vào cái GLP-1 nội sinh còn lại cũng như là cái men DPP4. Chính vì vậy chúng ta sẽ không phối hợp hai thuốc này chung, bởi vì nói tóm lại là nó giống như cùng cơ chế, giống như chúng ta không phối hợp hai sulfonylurea với nhau, hoặc là chúng ta không phối hợp nhóm clinic với lại sulfonylurea, thì nó cũng giống trong cái tình huống đó thôi. Bác sĩ Dung có chia sẻ gì thêm không? Dạ không ạ, em cũng thống nhất với cái ý kiến của Triết ạ. Thì trong cái slide của em, hai cái slide cuối cùng á, thì em cũng có trên một cái bài báo về sử dụng đồng vận GLP-1, thì nó cũng có nói về khi nào sử dụng đồng vận GLP-1 thì chúng ta ngừng cái ức chế B4 thì nó cùng cơ chế và nó cũng không có cái hiệu quả hơn bao nhiêu. Chi phí nếu mà chúng ta sử dụng thì nó cũng thêm cái chi phí mà cái hiệu quả nó không hơn bao nhiêu. Và đối với cái khi sử dụng đồng vận GLP-1 thêm thì xem xét là giảm liều insulin hoặc là SO vì có cái nguy cơ hạ đường huyết,
Thì trong cái bài đó thì dựa vào cái HB1C giống như là cái mục tiêu đường huyết và bệnh nhân đạt ở cái mức HB1C, cái kiểm soát đường huyết như thế nào, thì để chúng ta sử dụng thêm cái đồng vận xung quanh thì nó cũng cũng có hướng dẫn một cách chi tiết. Tại hồi nãy thì cái bài nó hơi dài nên cũng trình bày, thì em nghĩ cái này là chúng ta có thể không có sử dụng cái ức chế P4 nếu là đã sử dụng đồng vận xung quanh theo cái hướng dẫn. Em xin hết. Vâng, thì tôi cũng đồng ý cái quan điểm đó. Mình nhắc lại nguyên tắc một chút về cái phối hợp thuốc đó. Thì cơ chế của tiểu đường nó có nhiều cơ chế rối loạn khác nhau. Thì tất cả những cái thuốc mà cùng một cơ chế đó, thì chúng ta sẽ không phối hợp với nhau. Thì nếu mà nói về cơ chế thì cái hai thuốc này đồng vận nó thụ thể GLP-1 và cái ức chế T4 đó, cùng cơ chế là nó cải thiện cái gọi là hiệu ứng incretin, tức là cải thiện được cái hiệu quả của cái GLP-1 ở trong cơ thể của người bệnh. Đó là một ý. Cái ý thứ hai á là cái GLP-1 receptor agonist này á là nó mạnh hơn nhiều lần so với cả ức chế T4, cho nên cái hiệu quả kiểm soát đường huyết nó sẽ mạnh hơn so với cả ức chế T4. Nên chúng ta chỉ dùng một trong hai cái thôi. Nên lợi ích và hiệu quả thì bác sĩ Dung đã phân tích rất kỹ. Cho nên chúng ta không có dùng chung được hai cái thuốc này, bởi vì nó cùng cơ chế. Tất cả những thuốc khác cũng vậy, cùng cơ chế chúng ta sẽ không có dùng chung. Như SU chẳng hạn, chúng ta cũng không có dùng chung Linclazid với cả Trimepirid. Thì đó là nguyên tắc trong tất cả các bệnh lý về tăng huyết áp, mỡ máu và tiểu đường, chúng ta đều cùng cơ chế như vậy. Thì không biết là bác sĩ Dung, bác sĩ Chiết cần chia sẻ, nếu không chúng ta cũng đã hết câu hỏi. Thì tôi cũng xin thay mặt để chúng ta sẽ có một vài cái lời tổng kết trước khi chúng ta kết thúc chương trình. Thì sau hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ, chúng ta có những chuyên đề chuyên về cái vấn đề mà sử dụng các cái mũi tiêm insulin giữa cái phối hợp giữa cái đồng vận thụ thể GLP-1 và insulin nền, khi nào chúng ta sử dụng và chúng ta sẽ sử dụng như nào để mang tính hiệu quả nhất cho người bệnh. Thì chúng ta đã có rất nhiều thông tin để chúng ta có thể là ứng dụng trên thực hành lâm sàng. Thì chúng tôi cũng hy vọng là những cái buổi trao đổi như này á, thì cũng cung cấp thêm cho các bác sĩ những cái kinh nghiệm thực tế mà chúng tôi đã thu nhận được trong quá trình thực hành. Có thể nó cũng không có phản ánh hết, nhưng mà nó cũng giúp cho chúng ta có thể là ứng dụng được trên lâm sàng một cách tạm thời, là có thể có hiệu quả và chúng đem lại những cái lợi ích cho người bệnh. Và đặc biệt là cái vấn đề về làm sao mà chúng ta chọn lựa một cái phác đồ mà thích hợp nhất cho người bệnh mà đem lại lợi ích mà chi phí nó hợp lý, thì chúng ta cũng phải thảo luận rất nhiều thông qua những cái tư vấn cho người bệnh để bệnh nhân có thể hiệu quả. Thì cái đó là mục tiêu của các hiệp hội đái tháo đường, là phải tăng cường cái kiến thức và năng lực của người bệnh để người ta có thể là tự quyết định và tự chọn lựa các cái điều trị, thì lúc đó mới mang lại cái tuân thủ về lâu dài, đem lại lợi ích ở trên cái kiểm soát các chỉ số về chuyển hóa và ngăn ngừa các biến chứng và ngăn ngừa tử vong. Thì tôi cũng xin cảm ơn các bác sĩ đã dành buổi sáng chủ nhật cuối tuần để tham gia CME của Bệnh viện Đại học Dược. Cảm ơn hai báo cáo viên đã bỏ nhiều thời gian để soạn bài, để chia sẻ các kinh nghiệm với chúng ta. Cảm ơn phòng đào tạo của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và ekip IT đã hỗ trợ cho cái webinar của chúng ta trôi chảy và thành công. Cũng cảm ơn công ty Novo Nordisk đã tài trợ cho cái buổi CME của chúng ta hôm nay. Và cuối cùng tôi cũng xin nhắc là các đồng nghiệp nào muốn cấp CME thì có thể theo hướng dẫn của phòng đào tạo của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, để chúng ta có thể thực hiện các cái câu post test có 6 câu thôi, cũng rất là dễ để chúng ta có nhận được cái chứng nhận CME. Và cuối cùng thì cũng xin chào tất cả các đồng nghiệp và chúc quý đồng nghiệp cuối tuần bình yên cùng gia đình. Và xin hết, xin chào. À, em xin chào anh Nam, xin chào tất cả các anh chị. Xin chào ạ.